tiếc like và comment khi xem video này. Những đường chỉ tay tiết lộ bạn là tỷ phú. Theo tướng số, nếu bạn sở hữu một trong bốn đường vân sau đây, mệnh chủ không giàu thì cũng sang và được hưởng một cuộc sống đầy vinh hoa phú quý. Một là vân tài vận. Người có đường vân tài vận thường có tài kinh doanh buôn bán về thiên bẩm. Vân tài vận chính là đường vân nằm ngay dưới ngón tay đeo nhẫn, kéo dài theo phương thẳng đứng xuống phía lòng bàn tay. Người có đường vân tài vận thường là người có tài kinh doanh buôn bán về thiên bẩm. Nếu nằm trong lĩnh vực này thì tiền tài nhiều như nước, dồi dào mãi không cạn. Ngoài ra người này cũng giỏi về các công tác giao dịch khác về tài chính. Hai là vân hình ngôi sao. Nếu trên bàn tay có vân hình ngôi sao nằm ngay gò thủy tinh bên dưới ngón tay út là dấu hiệu phát tài bất ngờ, dù là nguồn chính tài hay phụ tài đều tăng đột biến. Ngoài ra con cái của người này cũng có tài vận tốt, cuộc sống sung túc và giàu có, theo đó người này được hưởng phúc lộc con cháu khi về già. Ba là vân hình chữ tỉnh. Chủ nhân của bàn tay hình vân chữ tỉnh gặt hái được nhiều thành công tài phúc trong cuộc đời. Ngay trên gò mộc tinh dưới ngón tay trỏ có hình vân chữ tỉnh hoặc hình chữ thập, cho biết chủ nhân của bàn tay này có sức ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp, do đó gặt hái được nhiều thành công tài phúc trong cuộc đời. Bốn là vân hình chữ điền. Nếu trên đường chữ tay sự nghiệp và cạnh đường sinh mệnh có vân hình chữ điền là dấu hiệu cho thấy mệnh chủ thích hợp với những ngành nghề như bất động sản, khoáng sản hoặc là luật sư hay chuyên gia tư vấn, chuyên viên đào tạo cũng có thể phát tài phát lộc và hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Trên đây là những đường chỉ tay đại diện cho sự nghiệp công danh sau này của bạn. Hãy nhớ rằng một khi chúng càng dài rõ thì bạn sẽ càng giàu và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Hai là giải mã chính xác nhất ý nghĩa những đường vân trong lòng bàn tay. Những đường vân trong lòng bàn tay không chỉ cho thấy số mệnh đặc biệt của đường trí tuệ, còn hé lộ chính xác không ít những thông tin về cuộc đời. Trong lòng bàn tay có một số những đường vân, nhưng để lý giải chính xác ý nghĩa của các đường vân này thì còn cần phải rất nhiều thời gian và công sức để nhận định chính xác trong cuộc đời của người đó có giàu có hạnh phúc hay không. Người ta xem đường trí tuệ dưới đây là những lý giải cực kỳ chính xác về đường vân trong lòng bàn tay của mình. Người có đường trí tuệ quá ngắn thì thường không có vị trí cao trong xã hội, thường cả đời nghèo khó, kiếm miếng cơm qua ngày cũng là khó. Về đường trí tuệ đứt đoạn, phân nhánh hoặc không có đường trí tuệ, thường gọi là đoạn trường, thì mặc dù vẫn có tiền nhưng cuộc sống không ổn định, phải nỗ lực gấp 3-4 lần người khác mới đạt được điều mình mong muốn. Người có hai đường trí tuệ thường có cái nhìn thông thấu về bản chất xã hội. Những người này thường được bạn bè giúp đỡ tương trợ nhưng lại có số mệnh không tốt, cả đời cô đơn, vô y vô dựa. Trung gian giữa hai đường trí tuệ còn có đoạn đường ngắn tách ra thì càng biểu hiện tình trạng bất lợi của người này. Hai đường chạy song song cho thấy người có tính tình hai mặt, hung ác, vì lợi ích có thể bất chấp mọi thứ. Nếu đường trí tuệ tách ra làm hai ở cuối thì sẽ có hai tính cách, lúc thì đa cảm, ôn hòa, khi thì táo bạo, lạnh lùng. Nếu là nữ giới thì người này mặc dù thông minh tài sắc nhưng tuyệt đối không phải là người mẹ tốt. Người này nếu làm trong ngành du lịch thì nhất định sẽ đạt được thành tựu hơn người. Đường trí tuệ chia làm ba thì nhờ tính cách ôn nhã nhiệt tình mà người này thành danh, có quyền có thế. Nếu có nhiều hơn ba đường trở lên thì người này thông minh lanh lợi nhưng lại không dự tính đến thực tế mà thường xuyên gây rắc rối. Mặc dù người này có tài phát triển tốt trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng khó lòng vượt lên. Họ cũng cần đặc biệt cảnh giác với những cạm bẫy xung quanh. Về phần ba là bàn tay có những đặc điểm này thì người không phú cũng quý, cả đời may mắn. Bàn tay hàm chứa toàn bộ ý nghĩa cuộc đời và sự thăng trầm vận mệnh. Từ tướng tay tốt xấu có thể biết được thọ yểu, quý tiện hay hiền ngu sang giàu. Không phải ngẫu nhiên mà người có chỉ tay lại có vị trí quan trọng trong tử vi số mệnh. Xem tướng tay là thuật tướng từ xa xưa, mức độ phức tạp của nó có thể tương đương với xem tướng mặt. Độ to nhỏ dày mỏng của bàn tay, màu sắc bàn tay, độ dài ngắn to nhỏ của nắm tay hay tương quan đến các giữa ngón tay, đường vân tay đều liên quan đến nhiều học thuyết về mệnh lý. Dường như đôi bàn tay hàm chứa toàn bộ ý nghĩa cuộc đời và sự thăng trầm chủ yếu trong vận mệnh. Cổ nhân xem tướng cho rằng từ tướng tay tốt xấu có thể biết được thọ yểu, quý tiện, hiền ngu hay sang giàu của một con người. Bàn tay có hàm chứa toàn bộ ý nghĩa cuộc đời và sự thăng trầm vận mệnh. Người xưa đã kết thúc
ra những đặc điểm được cho là thuộc đôi bàn tay của người có mệnh giàu có, có quý nhân phù trợ, mọi việc luôn được hanh thông, là người thủ lửa. Có vất vả nhưng có vượt qua mọi gian truân mới thấy được phú quý. Một là bàn tay hình chữ nhất. Bàn tay hình chữ nhất là vào nhìn vào đường bàn tay rõ nét. Đặt ngửa bàn tay, đường tình duyên và đường trí tuệ hợp lại thành một đường ngang rõ nét chạy ngang bàn tay, khiến bàn tay nhìn vào như bị chia làm đôi. Phụ nữ sở hữu bàn tay trái chữ nhất hay còn gọi là bàn tay đoạn trưởng cho thấy là người có nhiều của cải, biết cách kiếm tiền sớm, có năng lực kinh doanh thiên bẩm, lại lớn gan hơn đàn ông, ham học hỏi, suy nghĩ thực tế. Bởi vậy phụ nữ kiểu này tự tay làm giàu cho mình. Phụ nữ có bàn tay trái đoạn trưởng cũng không mấy khi thất tình hay bi lụy tình ái. Cuộc sống của họ rất thoải mái, tự tại, tuy rằng họ rất dễ kết hôn muộn nhưng nhất định người chồng tương lai của họ là người đáng để họ tin cậy cả đời. Tuyết phụ nữ này vừa có tài lại vừa có tình, cả đời hạnh phúc, phú quý, trường thọ. Hai là bàn tay hình chữ M. Người có đường chỉ tay hình chữ M được cho là những người rất có tài, có năng lực và có khả năng thiên bẩm đặc biệt, trực giác tốt. Đặc biệt người có đặc điểm này là một đối tác tuyệt vời trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào. Về nhân tướng học cho biết số lượng người có đường chỉ tay này rất hiếm, do đó họ trở thành dấu hiệu của người đặc biệt. Họ là người có tướng lãnh đạo, sự nghiệp phát triển, có thể xây dựng được sự nghiệp lớn. Họ là người có tài năng và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng bao giờ có ý định đùa cợt với những người có đường chỉ tay chữ M vì họ có trực giác tốt, phát hiện ra những điều giả dối rất nhanh. Ba là hoa tay ở ngón tay cái và ngón tay trỏ. Có hai loại vân tay là vân tay xoáy và vân gầu múc. Nếu có hoa tay ở ngón trỏ và ngón cái, còn những ngón khác đều là lưu vân, thì đó là người tâm tính tốt, có nhân duyên tốt. Họ có khiếu nói chuyện, giỏi giao tiếp nên được nhiều quý nhân trợ giúp để thành công. Ba là tay có đường quý nhân. Cổ nhân gọi đường này là vân tổ ấm, vân tổ đức, nghĩa là nhờ tổ tiên âm đức nên có đường vân này. Người có âm đức càng nhiều thì quý nhân càng đậm và rõ. Người có đường quý nhân là có quý nhân giúp đỡ, luôn được bình an may mắn trong cuộc sống. Đường quý nhân chính là đường cong nằm trên và chạy dọc theo đường sinh mệnh, hay còn được gọi là đường hỏa tinh. Năm là mu bàn tay trái có nốt ruồi. Trên mu bàn tay trái có nốt ruồi là người có quý nhân phù trợ. Nếu bàn tay của người phụ nữ có nốt ruồi, hơn nữa nốt ruồi này vừa nhỏ vừa đen thì gọi là người tâm địa thiện lương, phóng khoáng, có quý nhân phù trợ. Tai ương đều trôi qua, chuyển nguy thành an. Dù không đến mức còn trẻ đã tự lập sự nghiệp hai bàn tay trắng, nhưng chắc chắn sẽ trong cuộc sống và cuộc đời yên ổn, hạnh phúc bên người chồng yêu thương nhất mực và giàu sang phú quý. Người này có mệnh rất tốt. Năm là ngón tay út ở gò thủy tinh dày. Gò thủy tinh dày là người có khiếu kinh doanh về thiên bẩm. Gò thủy tinh báo hiệu phúc phận của phụ nữ nằm ở vị trí dưới ngón út. Những người phụ nữ có gò thủy tinh dày thường rất giỏi trong quản lý tiền bạc, thích làm ăn buôn bán. Nếu lại thêm ngón út vừa dài vừa nhỏ là dấu hiệu tình duyên đẹp. Sự nghiệp của bàn tay sẽ làm nên cơ đồ, tài vận và phúc khí đều có trong tay. Lòng bàn tay hồng hào, thịt càng dày mềm. Là người này có bàn tay hồng hào mềm mại thì thường là những người có phúc khí vô cùng lớn. Trong cuộc sống họ thoải mái, thường không phải vất vả về đường công danh như sự nghiệp, có quý nhân phù trợ trợ giúp. Phần 4 là đoán vận mệnh qua chỉ tay có hình ngôi sao. Sở hữu những chỉ tay có hình ngôi sao không hẳn là một điều tuyệt vời, vì còn phải dựa vào vị trí của nó trên lòng bàn tay để kết luận đó là vận may hay rủi. Qua các đường chỉ tay có hình ngôi sao, bạn sẽ đoán được chuyện hôn nhân, công danh sự nghiệp của bản thân. Chỗ đứt đoạn của đường định mệnh xuất hiện hình ngôi sao. Người có dạng chỉ tay này nếu cảm thấy bất mãn với công việc hiện tại thì tốt nhất nên thay đổi chỗ việc làm hay công ty mới hoặc môi trường mới, có thể sẽ nhận ra thực lực và tài năng của bạn. Các đường tạo hình ngôi sao ở gần ngón tay cái cho thấy một cuộc hôn nhân tuyệt vời và bền bỉ. Tuy nhiên, ngôi sao ở dưới gò kim tinh cho thấy một điều không may đối với người nào. Đó do người khác giới gây ra, ví dụ ly dị, vợ hoặc chồng, tiêu hao vô cùng lãng phí. Trên gò thái dương có đường chỉ tay ngôi sao xuất hiện đơn độc cho thấy là người có tài năng bẩm sinh siêu phàm, hơn nữa có thể dựa vào đó để đạt được danh tiếng và tiền bạc. Đây là biểu tượng tốt lành của sự thành công chắc chắn về lĩnh vực tiền bạc
công danh sự nghiệp, dấu hiệu tài năng thật sự. Trên gò mọc tinh có hình ngôi sao, có thể đạt được lợi ích trong dịp may mắn được cơ hội thành công trong sự nghiệp, đạt được danh tiếng. Có một đường đi thẳng từ gò kim tinh lên gặp ngôi sao ở gò mộc tinh, một mô thịt nằm dưới chân ngón trỏ là được thừa hưởng một tài sản lớn. Đường thẳng từ gò thái âm lên gặp ngôi sao ở gò mộc tinh là dấu hiệu được thừa hưởng một gia tài lớn do kết hôn nơi quyền quý và cao sang. Hình ngôi sao có xuất hiện trên bàn tay là được thừa hưởng một gia tài lớn từ cha mẹ. Ngôi sao ở góc do đường sinh đạo và đường chí đạo hợp thành là được thừa kế một tài sản lớn từ người phụ nữ. Nếu hình ngôi sao xuất hiện ở vòng cổ tay thì chủ nhân bất ngờ được hưởng gia tài lớn do trúng số độc đắc. Nếu có 3 ngôi sao xuất hiện ở vùng này thì càng được của cải gấp bội. Ngôi sao ở cuối đường tâm đạo là được hưởng gia tài bất ngờ do nhân tình để lại, tuy nhiên lại bị tiêu tan vào một tay nhân tình khác. Nếu ngôi sao nằm ở giữa lòng bàn tay thì được thừa kế một gia sản lớn. Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Người có chỉ tay ắt muốn gì được nấy. Bàn tay chỉ có thể cho được thấy sự giàu sang của một người. Hãy xem bói chỉ tay để nhận biết có phải mình là người có tướng tay tung hoành không nhé. Hãy xem bói chỉ tay để nhận biết xem bạn có phải là người có tướng tay tung hoành không. Một là về đường vận mệnh như cột chống trời. Đường vận mệnh như cột chống trời nghĩa là chỉ hình dáng hoàn chỉnh không đứt đoạn. Đường vận mệnh thẳng và rõ ràng báo hiệu đây là người có ý chí siêu phàm, có đủ dũng khí tiến về phía trước, không e sợ bất cứ gian nan hiểm trở nào. Do không bao giờ chịu đứng sau người khác nên rất có khả năng tự mình lập nghiệp. Hai là trên ngón tay có nhiều vân tiền tài. Vị trí vân tiền tài trên bàn tay nữ giới nằm ở giữa ngón tay út và ngón tay đeo nhẫn. Đường vân này vừa nhỏ vừa mảnh, phải nhìn kỹ mới thấy. Đây là tướng tay dễ lấy chồng giàu sang, điều đáng mơ ước của bất cứ cô gái nào. Người này sống cuộc đời vinh hoa phú quý, không phải lo lắng gì về tiền bạc. Về đường hôn nhân dài gần tới phía ngón tay áp út, nữ giới có đường hôn nhân dài sắt gần dưới ngón áp út thì thường hạnh phúc trong hôn nhân, tỷ lệ gả vào gia đình giàu sang rất cao. 3 là đường công danh rõ ràng. Đường công danh rõ ràng là đường chỉ thẳng ở dưới ngón tay vô danh, biểu thị là người nhiệt tình, vui vẻ, tính tình lạc quan, có tài giao tiếp nhất định, ở bên ngoài có thể kết giao được với nhiều người, có cùng chung chí hướng, có tác dụng lớn trong việc thúc đẩy con đường sự nghiệp của bản thân. Mặc dù sự nghiệp gặp phải bất cứ khó khăn cản trở nào thì đều có thể chủ động khắc phục được. 4 là tiểu phú. Muốn coi được là tiểu phú thì ngoài việc cung tài bạch đều đặn phát triển ra, đường thái dương của bạn cũng phải dài hơn so với trường hợp trên. Đường thái dương bắt đầu từ gốc ngón áp út kéo xuống và còn phải cắt qua đường tình cảm. Như vậy thì tài vận của bạn sẽ rất tốt, hoặc gặp được quý nhân trợ giúp, có thể đạt được tới mức tiểu phú. Những người này từ 31 tuổi trở đi sẽ tiến đến đỉnh cao của sự nghiệp. 5 là đoạn cuối của đường trí tuệ cong và vảnh lên cao. Đường trí tuệ có đuôi vảnh lên trên, tức là chỉ phần đuôi ở đường trí tuệ cong hướng lên phía trên, cho thấy là người có trí tuệ cao, mọi việc đều có thể tính toán tỉ mỉ để có thể đạt được lợi ích thực tế. Nhưng họ thường vì sự nghiệp mà lòng luôn cảm thấy nặng nề, bỏ qua những suy nghĩ về nhân tình, thê thái, thậm chí có thể để xảy ra những tranh chấp về phương diện quan hệ giữa con người trong xã hội. Vì vậy, cần chú ý thay đổi tư duy, lý tính, làm việc chăm chỉ, nhưng quan hệ giao tiếp xã hội thì hơi kém. Tiên đoán chuẩn xác con đường tình duyên không qua tướng tay. Để có tình yêu thuận lợi, không gặp trắc trở lớn ngoài việc hiểu và cảm thông cho nhau thì sự bao dung là điều vô cùng quan trọng. Liệu đường chỉ tay của bạn có biểu hiện của vượng tình duyên hay không? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Dưới đây là những biểu hiện của bàn tay có số mệnh vượng về đường tình duyên, con đường hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn. Thử xem bạn có được những may mắn đó không. 1 là ngón tay út dài và thẳng. Những người này đại đa số biểu hiện tình yêu một cách thẳng thắn, rõ ràng. Họ có thể hiểu được người mình yêu thương, sẵn sàng hy sinh và lo lắng cho người yêu của mình. Vì vậy, họ luôn có một hạnh phúc trọn vẹn bên người bạn đời của mình đến đầu bạc răng long. 2 là đường tình cảm cong.
đoạn trước có đường phân nhánh báo hiệu họ là người có tình yêu giản dị nhưng chân thành, ấm áp, là người thông minh, lãng mạn. Họ có thể đem đến cho đối phương cảm giác bất ngờ trong hạnh phúc. Họ dành tất cả tình cảm thực sự của mình cho người họ yêu thương. Hai người cùng nhau xây dựng lên mối quan hệ tình cảm ngọt ngào mãi mãi. Ba là ngón tay xòe ra khá rộng. Đầu ngón tay có độ xòe biểu thị là người tính tình vui vẻ, có lòng nhiệt tình và hòa đồng. Với tính cách này, họ thu hút được rất nhiều khác giới và được họ chủ động theo đuổi. Vì vậy, họ rất dễ dàng để tìm được một nửa kia phù hợp cho mình. 4 là gò kim tinh đầy đặn, hồng hào và có đường chỉ tay nhỏ. Đây là người trọng tình trọng nghĩa, nhân phẩm tốt, là người có khả năng tình dục tốt, biết hưởng thụ tình yêu một cách trọn vẹn. Nhưng nếu gò kim tinh có quá nhiều đường chỉ nhỏ thì đây là ngầm báo hiệu người sẽ chịu nhiều vất vả khó khăn lúc còn trẻ, nhưng về già thì được cuộc sống hạnh phúc và con cháu đầy đàn. 5 là đường phân nhánh của đường tình cảm hướng lên trên. Đường phân nhánh của đường tình cảm hướng lên trên như hình 1 cho thấy đây là một người rất coi trọng tình cảm, sẽ tích cực đi tìm kiếm người bạn đời đối với người khác giới mà họ ái mộ, sẽ quyết tâm theo đuổi tới khi nào đối phương đồng ý. Mặc dù điều này có chút tiêu cực nhưng kết quả lại viên mãn. Đường phân nhánh của đường sinh mệnh hướng lên trên. Đường phân nhánh của đường sinh mệnh hướng lên trên là chỉ đường sinh mệnh có rất nhiều nhánh, phương hướng đều là hướng lên. Biểu thị là người mặc dù gặp rất nhiều trắc trở nhưng ý chí lại rất kiên định, không dễ bị chìm đắm trong thương đau. Về mặt tình cảm, họ dám đối mặt với nghịch cảnh, nỗ lực đấu tranh giành được sự đồng tình của người bạn đời. Thông thường cuộc sống tình cảm cũng rất tốt đẹp. Trên đây là những tham khảo cho những ai muốn biết về vận tình duyên của mình, chỉ thông qua tướng bàn tay nhưng cũng có thể nói lên được nhiều điều về hôn nhân, hạnh phúc trong tình yêu của con người. Tuy nhiên, không phải là số phận chỉ nằm trong những chi tiết của bàn tay như vậy. Điều quan trọng là bạn phải thấu hiểu người bạn đời của mình, luôn quan tâm và chia sẻ những điều trong cuộc sống của cả hai. Như vậy mới là một tình yêu hạnh phúc và vĩnh cửu. Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Nhìn chỉ tay đoán vận mệnh giàu sang và phú quý. Theo nhân tướng học, số mệnh của mỗi người phần lớn đều thể hiện qua lòng bàn tay. Trong số đó, những dáng vân tay đặc biệt sau đây chỉ xuất hiện ở với số người có mệnh giàu sang và phú quý. 1 là đường chỉ tay tam xiên. Không có nhiều người có đường chỉ tay như thế này. Đây là dấu hiệu quý hiếm chỉ ra người này có mối quan hệ rộng lớn trong xã hội và dần trở nên giàu có. Những người có chỉ tay tam xiên thường dựa trên sức mình, cố gắng và nỗ lực của bản thân để làm giàu. Dù ít nhưng vẫn có thể có những người có chỉ tay tam xiên nổi tiếng. 2 là đường chỉ tay M. Chữ M xuất hiện trong lòng bàn tay được tạo từ 4 đường. 1 là đường đời, 2 là đường số mệnh, 3 là đường trí đạo và 4 là đường tâm đạo. Những người sở hữu đường chỉ tay này thường là có trực giác nhạy bén và có khả năng lãnh đạo trong cuộc đời, luôn gặp nhiều may mắn và dễ làm nên sự nghiệp. Bên cạnh đó, những người sở hữu đường chỉ tay hình chữ M là những người thông minh, quyết đoán, luôn biết cách tìm ra hướng đi mới trong cuộc sống. Theo nhân tướng học, những người có số bàn tay này thường sẽ thành công khá sớm. Tiền tài địa vị đạt được thường đến trước tuổi 40, sở dĩ họ đạt được điều đó không phải là chỉ nhờ và vận may mắn trời ban mà còn nhờ luôn cả nỗ lực và cố gắng phấn đấu vì tương lai của họ. 3 là đường chỉ tay hình chữ nhất. Đường chỉ tay hình chữ nhất nghĩa là một đường chạy ngang lòng bàn tay, cũng là đường trí đạo và đường tâm đạo nhập vào làm một. Những người sở hữu đường chỉ tay này thường là những người có khao khát thành công mãnh liệt, với khả năng tập trung, sáng tạo và học hỏi. Họ thường đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Không những thế, đây là người có quyết tâm và ý chí lớn lao. Một khi đã xác định mục tiêu thì sẽ dốc hết tâm sức để theo đuổi, đến khi đạt được thì mới thôi. Vì vậy, tương lai của những người này thường rất sáng lạng, cuộc đời giàu sang phú quý gần nằm trong lòng bàn tay của họ. 4 là gò Thái Dương và gò Mộc Tinh có ngôi sao. Nếu lòng bàn tay xuất hiện vân ngôi sao ở gò Thái Dương, gốc ngón áp út, và gò Mộc Tinh, gốc ngón trỏ, đây là một dấu hiệu may mắn, báo hiệu cuộc đời bạn sẽ luôn gặp được quý nhân phù trợ và có người giúp đỡ.
Trong lĩnh vực tài chính, những người này sẽ có được nguồn thu dồi dào, đạt được nhiều thành công một cách bất ngờ và nhiều điều mơ ước của bạn nhanh chóng trở thành hiện thực. 5 là bàn tay có ký hiệu đuôi cá. Nếu trên bàn tay xuất hiện ký hiệu đuôi cá ở cuối đường, đó cũng là dấu hiệu quý hiếm chỉ ra cuộc sống thịnh vượng, không lo thiếu tiền. Đường chỉ tay này chứng tỏ bạn có tài năng kinh doanh và gặp nhiều cơ hội hãi ra tiền. Chính vì vậy, những người này nếu lựa chọn con đường làm giàu bằng cách dự án khởi nghiệp hay kinh doanh riêng thay cho làm công ăn lương sẽ thu được nguồn lợi lớn lao trong cuộc sống. 6 là bàn tay có dấu hiệu kinh đinh. Đó là dấu hiệu kinh đinh, là vòng đai của vua chúa xuất hiện trên bàn tay. Nếu bàn tay bạn có vòng đai này xuất hiện ở cổ tay thì sẽ có cuộc sống sung sướng như vua, không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Nhìn bàn tay để nhận biết khả năng của nam giới mạnh hay yếu. Các chuyên gia cho rằng bàn tay chính là cơ thể thu nhỏ của phản chiếu trong không gian ba chiều. Nhìn tay có thể đoán chính xác về khả năng tình dục mạnh và yếu. Người xưa có nhiều kinh nghiệm bỏ túi bằng cách nhìn bề ngoài để nhận biết bên trong. Bây giờ chúng ta quen gọi vui là xem bói. Đây không phải là mê tín mà là một kiểu kinh nghiệm dân gian truyền khẩu được tích lũy qua nhiều thế hệ. Liệu xem tay có thể biết được đời sống chăn gối của nam giới một cách chính xác hay không? Có nhiều cách để xem tướng được ghi chép lại và rất nhiều tư liệu dựa trên kinh nghiệm sống của nhiều thế hệ đúc kết lại. Xem tướng dựa trên khuôn mặt, dáng người, xem biểu hiện, đoán tính cách. Ví dụ nhìn một người mũi to, dáng vẻ lực lưỡng, râu tóc rậm rạp, vòng mông rắn chắc, mông mẩy là những người có khả năng tình dục mạnh. Ngoài ra, những người có hàm răng sáng bóng, răng cửa chắc khỏe cũng có đời sống chăn gối đặc biệt sung mãn. Vì thế, xem bàn tay của nam giới cũng có nhiều cơ sở để đoán biết được chỉ số về khả năng tình dục mạnh hay yếu thông qua những đặc điểm riêng đặc biệt hiện trên lòng bàn tay. 1 là xem ngón tay. Tay là nơi tập trung tất cả các huyệt chỉ huy các bộ phận khác trên cơ thể, giống như là kim chỉ đường. Thông qua bàn tay, chúng ta có thể nhìn thấy những điều dị thường xảy ra bên trong cơ thể. Ở khớp tay, ngón giữa nối với lòng bàn tay ở phía trong. Nếu xung quanh có nhiều nếp nhăn, lõm và quá sâu, giống như là ngón tay quá gầy gò nhăn nheo, cho thấy bạn dễ bị cương cứng nhanh, xuất tinh sớm. Ngón tay út bé nhỏ và ngắn hơn bình thường, bạn dễ bị thận, khí suy nhược, thiếu sức sống. Biểu hiện lâm sàng nhất là người sở hữu ngón tay này là thân thể yếu ớt, khả năng tình dục không đủ mạnh. Người xưa nói ngón út dài quá độ dài của lóng tay thứ hai, ngón đeo nhẫn, dù có thế nào vẫn có thể sinh con. Ý nói cơ thể dù có khiếm khuyết hoặc bộ phận nào, khả năng tình dục vẫn phát triển và phong độ. Do đó, nếu muốn bảo vệ sức khỏe cơ thể, việc đầu tiên là quan tâm đến những ngón tay. Khi rảnh rỗi thì nên xoa bóp, tập thể dục cho ngón tay được linh hoạt, mềm dẻo, đặc biệt là ngón tay út. 2 là xem đường chỉ tay. Ngửa bàn tay ra xem các đường chỉ tay trong lòng bàn tay. Về đường tình cảm, tính từ giữa ngón trỏ và ngón giữa chạy hình cung ra phía cuối ngón út. Đường chỉ tay này được gọi là đường cảm xúc về tình cảm. Khi nắm lại, nhìn vào điểm giữa chân ngón út với điểm cuối đường tình cảm sẽ có 2-3 vạch nếp nhăn. Đây được xem là đường tình dục, tiêu điểm để thể hiện khả năng giường chiếu của con người. Người sở hữu nếp nhăn này dài, thô và rõ là người có khả năng tình dục mạnh mẽ. Ngược lại, nếu nếp nhăn nhỏ bé, mảnh rẻ, nông và mờ thì khả năng tình dục sẽ yếu. Người mà không có nếp nhăn ở vùng này thậm chí còn có nguy cơ yếu sinh lý, nghèo tinh trùng, không có khả năng xuất tinh. Những người có lòng bàn tay mềm nhũn, mỏng manh yếu, màu da hơi trắng bệch cho thấy bạn bị thiếu máu, yếu đuối, khả năng tình dục kém. 3 là xem chiều dài của ngón tay. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chiều dài ngón tay tỷ lệ thuận với khả năng tình dục và mức độ hấp dẫn giới tính. Tay dài và khỏe là người có khả năng tình dục mạnh, tay ngắn và mềm là người có khả năng tình dục kém. Ngón tay đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ thì khả năng tình dục cũng mạnh hơn. Ngón út càng dài, khả năng tình dục càng cao. Tỷ lệ đối xứng giữa các ngón tay của hai bàn tay liên quan đến số lượng tinh trùng mỗi lần xuất tinh. Người có các ngón tay đối xứng nhau sẽ xuất tinh nhiều hơn. Người có tỷ lệ đối xứng lệch V
Ví dụ như ngón tay bên phải không có độ dài bằng ngón tay bên trái sẽ có khả năng xuất tinh với số lượng ít hơn. 4 là nhiệt độ ở tay hoặc chân. Người có bàn tay hoặc chân ấm nóng thường có khả năng tình dục mạnh mẽ. Người sở hữu bàn tay lạnh thường không quá cuồng nhiệt trong đời sống chăn gối. Về 3 đường chỉ tay may mắn đem lại phú quý, giàu sang khi tuổi già. Đây là 3 đường chỉ tay may mắn giúp chủ nhân của nó gặt hái vinh hoa phú quý khi về già. Bất phân nam hay nữ, chỉ cần sở hữu một trong 3 tướng tay này thì đừng quên kiên trì miệt mài phấn đấu. Về tài vận của mỗi người sẽ do nhiều yếu tố quyết định, trong đó dữ liệu xuất sinh và đường chỉ tay đóng vai trò khá quan trọng. Có những người vượng vận phát tài khi còn trẻ, nhưng cũng có những người tuổi thanh xuân khá chật vật, qua trung niên mới bắt đầu khởi sắc. Đôi khi có những người buộc phải nhờ sự giúp đỡ của quý nhân mới có thể giàu sang, nhưng một khi đã phất, họ nhanh chóng thay đổi và giàu có hơn người khác nhiều phần. Như vậy, với mỗi người, độ tuổi phát tài sẽ là điểm mấu chốt để khả năng và kinh tế được phát huy và thăng hoa tột độ. Các chuyên gia nhân tướng học sẽ dựa vào xem tướng tay tổng kết ra rằng những ai may mắn sở hữu một trong 3 đường chỉ tay sau sẽ trải qua nhiều thăng trầm trong thời gian thanh thiếu niên, ngoại ngũ tuần sẽ phát tài phát lộc và vinh hoa phú quý. Một là đường vân phượng nhãn. Phu tử nhãn thường xuất hiện ở đốt ngón tay đầu tiên trên ngón cái dưới hình dạng tròn. Xem tướng tay đây còn gọi là vân tay phượng nhãn, vân mắt phượng. Quý tướng này báo hiệu chủ nhân của nó sẽ bén duyên với người đàn ông hoặc phụ nữ tốt cả về tâm thế và điều kiện kinh tế. Bất luận nam hay nữ, nếu có phu tử nhãn đều có trí tuệ hơn người, vừa mưu trí lại hữu dũng, rất nhạy cảm trong kinh tế tiền bạc. Họ thường mau lẹ tìm ra những cơ hội tiềm năng ít người nhận thấy, nên thường dễ tiên phong đi đầu, gặt hái vận may trong các lĩnh vực về tài chính. Qua tuổi trung niên, họ dễ thăng hoa về kinh tế, gây dựng được cơ nghiệp về điền sản nhiều người khao khát. Người nào đi theo con đường chính trị thì ngoại tứ tuần, hoạn lộ hanh thông, dễ nắm giữ những vị trí quan trọng ở chỗ làm và thường sẽ là người ở tầng lớp quản lý. Còn nếu thời trẻ, họ làm việc cần mẫn chăm chỉ, mở mang mạng lưới quan hệ tốt, thì càng lớn tuổi họ càng gặt hái được nhiều thành công đáng nể. Khi đó chưa dám nói là danh vị song toàn, nhưng phú quý vinh hoa thì đạt đến mức độ giàu sang dư giả và hoàn toàn dễ dàng. Tất nhiên trong quá trình phát triển sự nghiệp, người có đường chỉ tay này sẽ phải trải qua không ít thăng trầm vất vả, nhưng chỉ cần kiên định, mạnh mẽ, ắt họ sẽ vượt qua được mọi khó khăn, thành quả khi ấy còn ngọt ngào mà xuất sắc hơn những gì họ mong đợi. 2 là đường chỉ tay đuôi phượng. Đường chỉ tay đuôi phượng hay còn gọi là đường chỉ tay tam xiên xuất hiện ở bàn tay có của người trung thực, thẳng thắn. Trời ban cho họ thực lực hơn người, tài năng xuất chúng, nhưng lại lấy đi của họ e quy tinh tế, nên đôi khi trong giao tiếp họ hay phạm phải những lỗi không đáng có. Thường người đó thường có chỉ tay đuôi phượng sẽ có thời trẻ, tuổi bình dị, nhạt nhòa, dù cố gắng đến mấy cũng khó lòng thành công. Họ phải dày công xây dựng các mối quan hệ xã giao, miệt mài kiên trì, cố gắng nỗ lực. Qua trung kiên sẽ bắt đầu chuyển vận, dự đoán ngoại tứ tuần họ sẽ gặt hái những thành quả tuyệt vời giúp cho sự nghiệp và hoan lộ thăng hoa vượt bậc. Người làm kinh doanh chỉ cần đặt chữ tín lên làm đầu, sau vài năm chưa cần đến ngũ tuần, ắt sẽ tích lũy được rất nhiều về kinh tế, ổn định và thăng trưởng nhanh chóng bền vững. Điều hơn người của họ là ở chỗ không cần phải chờ đợi xuất hiện của quý nhân phù trợ, họ sẽ tự tìm và xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Càng cho đi nhiều, họ càng nhận lại tốt đẹp bấy nhiêu, nên thành công của họ khi đã tạo dựng được sẽ rất lâu bền. Nếu người có đường chỉ tay đuôi phượng này, nếu lòng bàn tay vuông vức, da rẻ hồng hào thì tài vận viên mãn, càng có triển vọng. Một khi tài chính đã đi lên thì nhiều phương diện khác trong cuộc sống của họ sẽ khởi sắc đáng mừng. 3 là đường chỉ tay ngộ quý. Đường chỉ tay ngộ quý hay còn gọi là vân ngộ quý được đặt tên với hàm ý của chủ nhân của bàn tay sẽ sớm gặp được quý nhân phù trợ. Nam hay nữ chỉ cần có đường chỉ tay này thì thường trẻ tuổi sẽ khá hiếu thắng, thích khám phá, ưa mạo hiểm và hành động bồng bột, dễ chạy theo cảm xúc. Sự nghiệp của họ chính vì thế chịu ảnh hưởng không ít
Thường ở chỗ làm họ sẽ ít gặt hái thành tựu, hiếm có cộng sự thân tín và không mấy khi được cân nhắc vào vị trí quan trọng vì không giành được sự tin tưởng của cấp trên. Phần đa họ thường sinh ra trong gia đình nghèo khó hoặc không mấy dư giả về kinh tế, sự nghiệp và hoan lộ đều do bản thân họ xây dựng, tạo lập. Tuổi càng nhiều, sự chín chắn và trưởng thành của họ càng được nâng lên rõ rệt, thì độ tín nhiệm của người có đường chỉ tay ngộ quý sẽ càng được thăng hạng. Họ sẽ không phạm phải những sai lầm thường gặp như thời còn non trẻ, biết khống chế và kiểm soát cảm xúc của bản thân và tinh nhanh nhạy bén khi nắm bắt thị trường. Một khi được quý nhân phù trợ hoạn lộ hanh thông thì ắt họ sẽ có những thay đổi đáng mừng trong công việc và sự nghiệp. Khi ấy tiền bạc vinh hoa sẽ tự động tìm đến tưới tấp dồi dào, khiến cho họ giàu lên trong phút chốc. Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi xem chỉ tay, những dấu hiệu bàn tay chỉ những người giàu có mới được sở hữu. Xem ngay tướng chỉ tay mỗi người để biết số phận ai là người có nhiều tiền của nhé. Ai cũng đều có khát vọng thành công trong sự nghiệp. Nhưng để đạt được thành công trong sự nghiệp thì ba yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa là những yếu tố không thể thiếu. Bàn tay tốt hay xấu, phải chăng cũng đã ngầm báo sự nghiệp, cuộc đời và thành công hay không? Về đường công danh rõ ràng, bạn có thể phát huy tài năng mạnh mẽ và đạt được thành công trong sự nghiệp. Càng về già, bạn càng giàu rất mạnh. Về gò mộc tinh có ngôi sao, người sở hữu bàn tay có dấu hiệu này sẽ có rất nhiều thành công trong sự nghiệp và đạt được danh tiếng lừng lẫy. Trên gò mộc tinh có đường chỉ thẳng, rõ nét báo hiệu là người luôn ấp ủ mục tiêu phấn đấu trong thời gian ngắn nhất. Bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công và thăng tiến mạnh trong công việc. Ngoài ra còn có những dấu hiệu khác của sự giàu có, như nếu một nhánh của đường số mệnh chạm vào đường Thái Dương cũng báo hiệu giàu có và có tên tuổi trong xã hội. Nếu trên bàn tay xuất hiện ký tự đuôi cá ở cuối đường đời, đó cũng là dấu hiệu quý hiếm chỉ ra cuộc sống thịnh vượng, không lo thiếu tiền. Trên đường Thái Dương trẽ trạc làm ba là ba dấu hiệu quý hiếm chỉ ra người này có mối quan hệ rộng lớn trong xã hội và trở nên giàu có. Dấu hiệu kinh rinh là vòng đai vua chúa xuất hiện trên bàn tay. Nếu bàn tay bạn có vòng đai này xuất hiện ở cổ tay thì sẽ có cuộc sống sướng như vua, không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Về chữ M xuất hiện trên bàn tay, chữ M được tạo ra từ đường đời, số mệnh, chí đạo và tâm đạo. Nếu chữ M xuất hiện rõ nét thì đó là bàn tay của người có rất nhiều tiền. Nhìn bàn tay đàn ông phú quý để trao gửi cuộc đời, không khó để các quý cô có thể quan sát được dấu hiệu phú quý trên bàn tay người đàn ông, đối tượng mà mình có thể trao thân gửi số phận suốt cuộc đời. Một là ngón tay giữa dài, người đàn ông sở hữu ngón tay giữa dài so với các ngón còn lại, chứng tỏ họ khát khao lớn về quyền lực cũng như cuộc sống giàu sang và phú quý. Mục tiêu lý tưởng trong cuộc đời họ chính là có được cuộc sống đại phú đại quý và vang danh thiên hạ. Ước muốn đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực khi trong người họ sẵn có chí tiến thủ, lòng quyết tâm cao và sức kiên trì dẻo dai. Phong cách làm việc của họ phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, lại quyết đoán và tự tin, không có cái gì lợi nhỏ trước mắt mà mù quáng bỏ lỡ cơ hội phát triển về lâu dài. Quyết định trao gửi thân của mình cho người đàn ông này là hoàn toàn đúng đắn. Cuộc sống sau hôn nhân của cả hai khá hài hòa và hạnh phúc. Bạn chỉ cần lo tốt chuyện con cái, cách đối nhân xử thế trong gia đình. Còn những việc khác là do chàng gánh vác hết. Hai là các ngón bàn tay khít nhau. Khi để xòe bàn tay ra một cách tự nhiên và quan sát thấy các ngón tay đều xít nhau, dường như không có khe hở, là những dấu hiệu cho thấy chủ nhân có khả năng kiếm tiền và giữ tiền rất tốt. Nói như vậy không có nghĩa là người này ki bo ích kỷ. Họ chi tiêu có kế hoạch rõ ràng, chỉ chi tiền cho những việc đáng dùng tới chứ không tiêu xài hoang phí bừa bãi. Nhìn chung tài vận của người này khá tốt, cuộc sống phú quý, không phải chịu gánh nặng áp lực về kinh tế. Đây là một trong những đặc điểm dễ nhận biết của người đàn ông có phúc khí. Các nàng có thể yên tâm trao thân gửi phận.
3 là bàn tay có nhiều vân tiền tài, vị trí vân tiền tài nằm ở các giữa ngón tay út và ngón tay đeo nhẫn, tại đó số lượng đường vân này càng nhiều, vân đậm, rõ nét thì tài lộc càng vượng, tiền tiêu cả đời không hết, cuộc sống đại phú đại quý, họ sẽ là chỗ dựa tinh thần và vật chất vững vàng cho mình. 4 là lòng bàn tay có nhiều vân tài khố, khi những đường vân trong lòng bàn tay giao nhau tạo thành hình vuông hay hình tam giác, người ta gọi đó là vân tài khố, những hình khép kín như kho tiền của. Dù là nam hay nữ giới sở hữu nhiều đường vân này trong bàn tay thì tài lộc dồi dào và gặp nhiều may mắn về phương diện tiền bạc, vật chất, khả năng phát tài rất cao. 5 là lòng bàn tay dày dặn. Lòng bàn tay dày dặn mang ý nghĩa tài vận và sự nghiệp có nền tảng vững bền, dù là trong cuộc sống hay công việc, người này đều quyết tâm cao, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, muốn cống hiến năng lực thực thụ để khẳng định bản thân trước mọi người xung quanh. Ngoài ra, người này sở hữu trí tuệ minh mẫn, tư duy linh hoạt, cộng thêm sức kiên trì và bền bỉ, nên làm đâu thắng đó và được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý khi về trung vận. 6 là gò thái dương nhô lên. Vị trí gò thái dương là chính gốc ngón tay đeo nhẫn. Nếu gò này nhô cao, chứng tỏ khả năng kiếm tiền của họ rất giỏi, công việc thuận lợi, thường xuyên được nhận tiền thưởng, tài vận tốt, không ít lần nhặt được tiền rơi. Nhưng trên hết, ý kiến tích lũy tiền bạc của người này đáng chú ý hơn cả. Thay vì bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, họ biết cách chi tiêu kế hoạch, lại biết lo xa nên hiếm khi rơi vào tình trạng tay trắng hay phải đi vay mượn bạn bè. Về đoán vận mệnh qua những đường sinh mệnh thường gặp, đường sinh mệnh hay gọi là đường sinh đạo đại diện cho thể lực sức sống, tình trạng thể chất và sức khỏe nói chung của chủ nhân. Đường sinh mệnh có lẽ là chỉ tay gần nhiều tranh cãi nhất cho các nhà xem tướng tay. Đường chỉ này kéo dài ở lòng bàn tay ở phía trên ngón tay cái và chạy thành hình vòng cung về phía cổ tay. Người ta tin rằng đường sinh mệnh đại diện cho thể lực sức sống, tình trạng thể chất và sức khỏe nói chung của chủ nhân. Đường chỉ này cũng được cho là phản ánh những thay đổi quan trọng trong cuộc đời, chẳng hạn các sự kiện mang tính đột phá, chấn thương về thể chất hay dọn đến ở nhà mới. Quan niệm truyền thống cho rằng đường sinh mệnh càng dài, tuổi thọ của chủ nhân càng cao. Tuy nhiên ngày nay, các chuyên gia phong thủy xem chỉ tay nói chung còn tin rằng đường sinh mệnh của một người gắn liền với tuổi thọ của người đấy. Theo quan điểm xem chỉ tay hiện đại, đường sinh mệnh thật ra không liên quan đến tuổi thọ của người mà cho thấy tính cách những sự kiện quan trọng hoặc sẽ xảy ra trong đời người ấy. Nếu đường sinh mệnh uốn cong và cách xa ngón tay cái, bạn là người có thể lực dồi dào. Trái lại, đường sinh mệnh sát gần với ngón tay cái cho thấy chủ nhân mệt mỏi, ể oải, năng lượng thấp. Dưới đây là những đường sinh mệnh thường gặp và ý nghĩa của chúng. Về đường sinh mệnh sâu và dài cho thấy chủ nhân có sức khỏe, thể lực và sức sống dồi dào, khả năng cân bằng tốt. Về đường sinh mệnh sâu và ngắn là biểu thị khả năng vượt qua những vấn đề về thể chất. Có người cho rằng đường sinh mệnh ngắn cho thấy tuổi đời ngắn ngủi, nhưng thực ra không phải vậy. Đường sinh mệnh ngắn nông ám chỉ chủ nhân có thể là người dễ dàng bị người khác ảnh hưởng và kiểm soát. Về đường sinh mệnh nông và mảnh, bạn dường như có chút tham vọng nào đó, dễ bị người khác dắt mũi và thao túng. Về đường sinh mệnh rõ nét, thường cho thấy cuộc đời xôn xẻ và bằng phẳng. Về đường sinh mệnh mờ nhạt là biểu thị của người có chức năng và năng lượng thấp, cuộc sống không mạo hiểm lắm. Về đường sinh mệnh xuất hiện các vòng tròn hay đường nhỏ cắt ngang. Với những người sở hữu đường sinh mệnh này, nhiều khả năng người ấy từng bị thương nặng hay nhập viện. Về đường sinh mệnh bị đứt cho thấy những khó khăn, mất mát, thay đổi hay gián đoạn bất ngờ trong phong cách cuộc sống, hay bị tai nạn hoặc ốm đau trong cuộc đời chủ nhân. Nếu chỉ một bàn tay có đường sinh mệnh đứt, có thể bạn bị ốm sau khi phục hồi nhanh chóng. Còn đường sinh mệnh bị đứt ở cả hai bàn tay là ám chỉ nhiều khả năng chủ nhân bị ốm nặng hay mắc phải một chứng bệnh nghiêm trọng nào đó. Phần bị đứt nếu gần ở cổ tay thì biểu thị những vấn đề hồi còn nhỏ. Về đường sinh mệnh dạng dây xích là bạn rất nhạy cảm với vấn đề sức khỏe hoặc cảm xúc, cũng có thể cuộc đời sẽ đưa bạn đến nhiều ngã rẽ khác nhau. Về đường sinh mệnh tách làm đôi, làm ba, có hình chiếc dĩa. Dạng này chỉ tay mang rất nhiều ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào vị trí mà đường sinh mệnh bị chĩa ra. Thường thì chiếc dĩa biểu thị sự gián đoạn, nhiều hướng cuộc đời thay đổi. Đôi khi
Dạng đường này cũng cho thấy bạn bị bao quanh bởi những nguồn năng lượng phân tán. Nếu hình chiếc đĩa nằm ở gò mộc tinh, dưới ngón trỏ là chủ nhân nhiều khả năng thành công và được người đời công nhận. Nếu phần có chiếc đĩa thuộc gò thái âm thì rất có thể người này sẽ ghé thăm những vùng đất xa xôi. Có hai hoặc ba đường sinh mệnh cho thấy chủ nhân được bao quanh bởi những nguồn năng lượng tích cực và sở hữu hết sức bền bỉ tuyệt vời. Bạn có thể có anh em chị em sinh đôi đã tìm thấy một nửa đích thực, và hoặc người có tâm hồn đồng điệu với mình, hay có ai đó luôn theo dõi bạn. Tuy nhiên điều này cũng có thể bạn sống cuộc đời hai mặt, nhiều thân phận. Người không có đường sinh mệnh, chủ nhân là người hay lo lắng bất an, lúc nào cũng căng như dây đàn. Trên đường sinh mệnh có nhiều nhánh, nhánh trên đường sinh mệnh nếu hướng lên trên là biểu thị thành tựu và thành công, nếu hướng xuống dưới cho thấy sức khỏe và thể chất tinh thần nghèo nàn, các vấn đề tiền bạc, cảm xúc hay bị mất mát hoặc đau buồn. Những đường hướng lên trên đường sinh mệnh biểu thị khả năng hồi phục từ khó khăn, còn nếu hướng xuống dưới ám chỉ thói quen lãng phí năng lượng. Nhìn vân cổ tay biết ngay vận mệnh sang nghèo. Trong môn truyền học, đường vân cổ tay hay ngấn cổ tay, đường kẻ ngăn vách giữa cánh tay và bàn tay, mang trong những thông điệp quan trọng và khái quát cả cuộc đời của một người. Tìm hiểu về chúng và tham khảo thông tin chúng cung cấp, các bạn có thể đoán biết được vận mệnh tốt hay cần phải nỗ lực nhiều hơn hẳn người khác rất nhiều để cải biến số mệnh của mình như ý muốn. Đa phần chúng ta thường có khoảng từ 2 đến 3 đường ngấn cổ tay, hay gọi là vân cổ tay. Tuy nhiên rất hiếm người có đường vân thứ tư trên cổ tay, một đường vân mà nếu có, bạn sẽ có một cuộc sống vô cùng đặc biệt. Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé. Một là đường vân đầu tiên. Nếu như bạn sở hữu đường vân đầu tiên, đường ranh giới giữa bàn tay và cánh tay nổi rõ hẳn hơn là so với những đường còn lại, bạn sẽ có một sức khỏe tổng quát tốt. Và ngược lại, nếu với phụ nữ, nếu vòng đầu tiên có xu thế hướng vào lòng bàn tay hoặc bị gián đoạn, đứt gãy, có thể là người có dấu hiệu cho bạn biết về nguy cơ liên quan đến bệnh phụ khoa như khó thụ thai, kinh nguyệt không đều. Còn đối với nam giới thì chú ý các vấn đề liên quan đến tiền liệt tuyến, đường tiết niệu cũng như một số vấn đề liên quan đến sinh sản. Hai là đường vân thứ hai. Bạn sở hữu hai đường vân ở cổ tay, chúng đều thẳng không bị gián đoạn, thì cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc rất có nhiều và có thể là giàu có trong tương lai. Đường ngấn thứ hai càng rõ nét, thẳng và không có nhiều chỉ phụ, khả năng bạn giàu có và hạnh phúc sẽ lên cao. Ba là đường vân thứ ba. Đây là đường vân đại diện cho sự nghiệp và công danh. Những người sở hữu những đường vân thứ ba thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và có một tầm ảnh hưởng nhất định đối với người xung quanh và vai vế trong xã hội. Nếu bạn sở hữu đường vân thứ ba mà rõ nét là sự nghiệp của bạn nhiều khả năng đi đến đích viên mãn và trở thành người nổi tiếng. Đường vân của bạn càng liền mạch bao nhiêu thì khả năng bạn giàu có và thành công càng cao bấy nhiêu. Về đường vân thứ tư, không nhiều người có được may mắn sở hữu đường vân thứ tư. Nhưng nếu có, ngoài những tốt đẹp đã nêu ở phần vân thứ ba thì còn đường vân thứ tư cho thấy bạn biết rằng bạn sẽ sống trường thọ và có nhiều con cháu. Sự nghiệp công danh của bạn nhiều may mắn, vạn sự diễn ra suôn sẻ và thuận lợi đến khó ngờ. Đặc biệt bạn có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc và cuộc đời viên mãn. Nhưng bạn biết đấy, định mệnh có thể không cho bạn cuộc sống dễ thở hay sung sướng bất ngờ. Thì tất cả mọi người chúng ta đều phải mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Với các câu chức năng thắng số, bạn hoàn toàn có thể cải biến số mệnh mình bằng việc xác định rõ các khó khăn, cố gắng và phát triển bản thân để tự thân gặt hái những thành công trong cuộc sống. Năm là những chỉ tay báo khác trên đường vân cổ tay. Chỉ báo đầu tiên là hình chữ X trên đường vân cổ tay. Dấu hiệu này cho biết tuy phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm trong cuộc sống, tuy nhiên với sức khỏe bền bỉ, tính chuyên cần cho nên hậu vận của bạn khá tốt. Bạn cũng là người tôn sùng tôn giáo và tâm linh. Về dấu hiệu thứ hai là có hình tam giác trên đường vân cổ tay. Nếu có nó, bạn sẽ là người may mắn và có khả năng kiếm tiền siêu đỉnh. Nếu trên đường vân cổ tay có xuất hiện hình xích, bạn là một con ong chăm chỉ, có một nguồn năng lượng tuyệt vời bên trong giúp bạn luôn hoàn toàn tốt trong mọi nhiệm vụ. Bạn tâm niệm rằng có công mài sắc sẽ có ngày lên kim. Tuy nhiên, bạn sẽ thường lo nghĩ nhiều, hãy cố gắng khắc phục
nhược điểm này và sống lạc quan hơn nhé. Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Nhìn vào lòng bàn tay mình, nếu sở hữu những đường chỉ tay như thế này, bạn đúng là của hiếm của thế giới, tài giỏi thông minh hơn người. Nếu sở hữu đường chỉ tay trông có vẻ rất lạ như thế này, bạn là một trong số những ít người đặc biệt nhất thế giới đấy. Vậy nên hãy nhìn kỹ vào lòng bàn tay mình xem có đặc điểm này không, và tôi sẽ nói cho bạn biết về tài năng của bạn như thế nào. Xòe bàn tay xem bạn có sở hữu 3 đường chỉ tay đem lại cuộc sống thoải mái, không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc hay không. Đường chỉ tay hôn nhân dự đoán chuyện tình duyên và tương lai của bạn. Chỉ 1,5% dân số thế giới có đường chỉ tay này. Nếu bạn được sở hữu là người rất xuất chúng. Các đường chỉ tay trong lòng bàn tay luôn là một đề tài thú vị và thu hút sự tò mò của tất cả mọi người. Bởi lẽ thế giới có hàng tỷ người, nhưng đường chỉ tay của mỗi người không giống nhau. Mọi người vẫn tò mò những thông điệp về tính cách và vận mệnh con người ẩn chứa sau đường chỉ tay của mỗi người. Vì thế mà thế giới khoa học cũng luôn nghiên cứu và đúc kết các sự kiện trong lịch sử để tìm ra các điều bí ẩn đằng sau đường chỉ tay đó. Ban đầu, mục đích của thuật xem đường chỉ tay là để đưa ra phán đoán về tính cách, thái độ, hành vi, nhận thức điểm mạnh và điểm yếu của một số người thông qua hình dáng của chúng. Về góc độ tướng số, những đường chỉ tay nằm ngang dọc trên lòng bàn tay sẽ tiết lộ cho bạn biết về tính cách, vận mệnh và cả tình duyên. Người ta quy ước đường chỉ tay gồm các đường chính như đường sinh mệnh, đường hôn nhân, đường tâm huyết, đường sức khỏe, đường con cái, đường sinh lý, đường công danh và sự nghiệp, đường trí tuệ. Các đường này, như chính tên gọi của chúng, sẽ tiết lộ cho bạn những điều mà bạn sẽ trải qua trong cuộc đời. Về phần 1 là đường chỉ tay hình chữ X. 1 là đường chỉ tay hình chữ X. Giờ bạn hãy nhìn vào lòng bàn tay mình xem kỹ. Nếu bạn thấy một chữ X, thì bạn chính là một trong những người đặc biệt nhất thế giới. Cả thế giới chỉ 3% dân số sở hữu đường chỉ tay này. Nếu bạn thấy một chữ X, thì bạn chính là một trong những người đặc biệt nhất thế giới. Cả thế giới chỉ có 3% dân số sở hữu thôi. Đặc điểm của người sở hữu bàn tay chữ X là chữ X này được hình thành giữa hai đường chỉ tay. Hình dạng chữ X rõ ràng, sắc nét, không phải chỉ đơn giản là sự giao nhau giữa hai đường chỉ tay dài. Bên cạnh đó, chữ X không bị ảnh hưởng, chia cắt, lẫn lộn với các đường chỉ tay nhỏ lẻ trên bàn tay. Độ đậm của X cũng phải đều nhau, không phải một nét đậm, một nét nhạt. Các nhà nghiên cứu của Đại học đã tiến hành nghiên cứu về những bàn tay sở hữu chữ X trên lòng bàn tay và tìm ra liên kết của nó với số phận chủ nhân của nó. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra những kết quả của người sở hữu chỉ tay chữ X trên lòng bàn tay về phẩm chất lãnh đạo và kiến thức tuyệt vời, thông minh, tài giỏi xuất chúng. Bên cạnh đó, họ có trí nhớ siêu phàm, lòng vị tha, là người tiên phong những khả năng phi thường của bản thân. Rất nhiều tên tuổi lớn trong lịch sử đã được ghi nhận là người sở hữu đường chỉ tay này, có Hoàng đế Hy Lạp, Israel Đại đế và Tổng thống Nga Putin. 2 là đường chỉ tay hình chữ nhất. Bạn sở hữu bàn tay với có một đường chỉ tay nằm giữa lòng bàn tay hay còn gọi là bàn tay chữ nhất thì cũng xin chúc mừng bạn. Bạn là người nằm trong số những người đặc biệt nhất thế giới. Chỉ có 1,5% người trên thế giới sở hữu bàn tay như vậy. Nhưng theo nhân tướng học, người có bàn tay chữ nhất thường rất có tài, giỏi giang, có suy nghĩ lớn và có tầm ảnh hưởng lớn. Họ là người kiên định. Dù việc khó khăn như thế nào cũng nhất thiết phải thực hiện bằng được, có khả năng tập trung cao về cả tâm lẫn trí. Về phần 2, sở hữu chỉ tay này ắt là người vượng vận đào hoa. Nếu bàn tay bạn hội tụ những đường chỉ tay sau đây, chắc bạn sẽ là người cả đời vận vượng đào hoa. Nếu bàn tay bạn hội tụ những đường chỉ tay sau đây, chắc chắn bạn là người cả đời vận đào hoa rất vượng. Cổ tay nhiều vân dọc. Phần cổ tay ngay sát với bàn tay đại diện cho tình cảm, còn được gọi là khảm cung. Nếu vị trí này nhiều vân dọc, tức là người vận đào hoa vô cùng vượng phát. Bởi vì khảm cung thuộc thủy, các vân thẳng đứng cũng thuộc thủy, đại diện thủy vượng. Thủy vượng tức là đào hoa vượng. Cuối đường sinh mệnh bị trẻ, thông thường đường sinh mệnh càng đậm càng thẳng thì càng tốt. Nhưng không nhất thiết phải thật dài mới là trường thọ. Nếu cuối đường sinh mệnh trẻ ra thành hình chữ Y, chứng tỏ người này có sức sống mãnh liệt, tinh thần vô cùng sung mãn, đào hoa cả đời rất vượng, dị tính duyên tuyệt vời. Phần dưới của ngón tay căng đầy, phần này được gọi là tốn cung. Nếu căng đầy đại diện cho tài phúc tốt, dị tính duyên hoàn hảo, đường tình cảm rất tốt, cả đời vận đào hoa lúc nào cũng nở rộ.
phần dưới ngón tay cái có đường vân xuyên, đây là vị trí đại diện cho phần trạch tổ nghiệp. Nếu ở đây căng mịn càng tốt, nếu vị trí này xuất hiện thêm vài đường vân xuyên, tức người này vận đào hoa vô cùng vượng phát, lúc nào cũng có bạn khác giới theo đuổi. Về đường hôn nhân cụp xuống, nếu thêm một đường vân xuyên bắt đầu từ đường hôn nhân sang đường sinh mệnh thì người có tướng bàn tay này là vận đào hoa luôn rực rỡ. Muốn biết về già giàu sang hay nghèo khó, hãy xem đường chỉ tay trên ngón tay út. Trong nhân tướng học có một số cách khá chuẩn xác để chúng ta đoán định được tài hậu vận về già của bản thân và người khác. Đó chính là xem tướng tay, chú trọng đặc biệt vào các đường vân cát tường ở ngón tay út. Ngón tay út có đường chỉ vân tay. Xem đường chỉ vân tay nhận thấy rằng đa phần những người có đường chỉ quân thần đặc biệt như trong hình vẽ, bất luận là nam hay nữ, đều có cư xử nhã nhặn, rất tài giỏi ngoại giao và luôn dĩ hòa vi quý. Gặp sự khó họ đều bình tĩnh đối diện, nhanh chóng tìm ra cách để giải quyết và xử lý vấn đề triệt để, không trông đợi vào sự giúp đỡ của người khác hay quý nhân. Người này thường nếu có dung mạo đoan trang thì rất vượng vận tài lộc, càng lớn tuổi càng có duyên với tiền bạc và tài chính. Họ tích lũy cho bản thân những mối nhân duyên tốt lành nên ngoài 45 tuổi dự đoán sẽ tăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và tài chính. Càng nhiều tuổi thọ càng định được tài năng của bản thân nên nhận được sự yêu mến và trân trọng từ cộng đồng và người xung quanh. Dự đoán đến tầm lục tuần họ sẽ có điền sản từ tài lộc dồi dư hơn người, gia đình hạnh phúc ấm êm, con cháu phương trưởng thành tài, càng năng làm việc thiện, tài lộc sự nghiệp và họ càng phát triển dồi dào ổn định. Ngón tay út có chỉ tay thần vân. Nhiều chuyên gia xem tướng nhận định rằng thần vân xuất hiện ở ngón út trên bàn tay của người nào, nếu người đó có được quý nhân hộ mệnh, hễ cuộc sống sự nghiệp gặp khó khăn ngáng trở họ đều được giúp đỡ hộ mệnh kịp thời nên cuộc đời không mấy khi phải chịu gian khó và vất vả. Người này tính cách chu toàn, biết nhìn xa trông rộng, làm việc đến nơi đến chốn. Ngay từ thời niên thiếu họ gần như rất ít phạm sai lầm, không mấy khi phải kinh qua bất cứ sự việc nào gian truân. Nếu mưu sự kỹ càng thì các kế hoạch đều hanh thông và thuận lợi. Chính bởi vậy mà qua 38 tuổi, nếu tích lũy được tài sản hơn người, họ sẽ tự xây dựng cho mình một nền tảng vững chắc trong sự nghiệp và tài chính. Qua tuổi 48, ắt người sở hữu đường chỉ tay vân thần ở ngón út sẽ tự gây dựng được cơ đồ từ hai bàn tay trắng của mình. Khi về già, họ sẽ an nhàn hưởng phúc, tận hưởng thành tựu từ bao lần phong ba sóng gió và vất vả của đời trai trẻ. Nếu lấy được người hợp mệnh, vợ chồng khéo léo bảo nhau thì con cháu viên mãn và có nếp tẻ lớn khôn thành tài. Nếu ngón út có một hoặc hai đường chỉ tay thẳng kéo dài, bất kể là nam hay nữ, nếu trên ngón út xuất hiện đường chỉ tay thẳng kéo dài dọc theo chiều dài của ngón thì được nhân tướng học xem là đường chỉ tay nhận định là cực kỳ may mắn, vượng vận tài lộc. Xem trong tướng tay, đây được gọi là vân tay vận ước, nghĩa là chủ nhân sở hữu ngón tay may mắn sẽ luôn được thần tài ưu ái trong suốt cuộc đời. Người này bẩm sinh đã có phúc khí trời ban, càng hiền hòa, thông tuệ lại càng được tài lộc về hậu. Thường thì không cần phải xuất thân trong gia đình giàu có, ngay từ khi vào đời họ sẽ tự tìm cho mình những cơ hội may mắn hơn người. Ai làm ăn kinh doanh chỉ cần đặt chữ tín lên hàng đầu thì tiền tài về nhiều không kể xiết, càng làm ăn chân chính lộc lá càng thăng hoa. Dự đoán ngoài thất thập họ sẽ có sức khỏe dẻo dai, gia đình êm ấm, con cháu viên mãn, cuộc sống hạnh phúc khiến nhiều người phải ghen tị và mơ ước. Về ngón tay út có nhiều hơn hai đường chỉ tay kéo thẳng dài, xem trong đường chỉ tay và xem tướng tay, người ta gọi đây là sách vân, một dạng vân trong cát tường hiếm gặp. Tuy vậy chủ nhân của đường chỉ tay này không mấy an nhàn vượng vận như ba dạng đường chỉ tay phú quý nói trên. Họ thuộc tiếp người càng giàu thì lại càng vất vả lận đận vì tiền. Con cháu trong nhà tuy ngoan ngoãn thành tài nhưng sự nghiệp của họ khiến gia đình và bản thân luôn phải lao tâm khổ tứ. Người sở hữu đường chỉ tay này tuy giàu có về viên mãn của cải dồi dào nhưng rất hiếm khi được định tâm cảm nhận sự an lành. Họ thật sự phải chịu nhiều khó khăn tủi nhục vì quá yêu thương người thân trong gia đình. Muốn giảm bớt gánh nặng tâm lý và cải thiện số phận khi về già, họ có thể thử theo cách nhẫn hoặc vòng phong thủy hợp mệnh. Nếu có thể nên thắp hương tu tại gia hoặc sắm lễ các ngày mùng 1, ngày rằm hàng tháng đủ đầy trọn vẹn. Đồ lễ không cần quá nhiều nhưng phải thành tâm và chọn ý. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.
Những người có đường chỉ tay như thế này đảm bảo suốt cuộc đời sống trong nhung lụa. Bạn muốn biết liệu mình có kiếm được nhiều tiền và sống trong giàu sang phú quý không? Hãy cùng xem đường chỉ tay nói gì về tài lộc của bạn nhé. Một là đường tài lộc. Một trong các đường trong lòng bàn tay là đường tài lộc, đó là những đường thẳng nằm dọc ngay dưới ngón áp út và ngón út. Nếu có nhiều đường tài lộc và các đường đều thẳng, động và rõ nét thì bạn là người thông minh, giỏi đầu tư và sẽ kiếm bộn tiền. Thêm vào đó, bạn cũng có quý nhân phù trợ. Nếu đường công danh sự nghiệp của bạn cũng thẳng và rõ nét thì bạn sẽ đạt được cả tiền tài và danh vọng trong cuộc sống. Đường tài lộc gợn sóng chứng tỏ vận may về tiền bạc của bạn không chắc chắn, bạn có thể sẽ gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp cũng như công việc làm ăn. Nếu bạn muốn đạt được thành công thì cần phải nỗ lực hết mình để phát triển bản thân, dù là về năng lực hay kinh nghiệm. Đường tài lộc gián đoạn có nghĩa là bạn sẽ không gặp may mắn về mặt tài chính, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp cũng như việc kinh doanh. Ngoài ra, bạn cũng là người dễ kích động và thiếu kiên nhẫn, vì thế bạn sẽ có khả năng trở nên giàu có. Hai là những dấu hiệu khác về tài lộc trên bàn tay. Để biết một người sẽ trở nên giàu có hay không thì ngoài đường tài lộc còn có thể xem rất nhiều các dấu hiệu khác. Về đường công danh, đường công danh là đường nằm dọc dưới ngón tay áp út. Đường này thể hiện danh tiếng và sự thành công của một người trong cuộc sống. Nếu đường công danh của bạn đẹp và rõ ràng thì chứng tỏ bạn là người dễ đạt được thành công trong cuộc sống. Một đường chéo bắt đầu từ đường công danh đến phía dưới ngón tay út cũng được coi là đường tài lộc. Nếu bạn có đường này thì bạn là người có đầu óc kinh doanh may mắn, hay nhận được sự giúp đỡ của người khác và có khả năng quản lý tiền bạc rất tốt. Vì thế, nhiều khả năng bạn sẽ trở thành người giàu có. Nếu đường này chéo nằm nối giữa đường công danh và đường tài lộc thì bạn sẽ hay nhận được những khoản tiền bất ngờ. Bạn cũng có thể kiếm bộn tiền nhờ danh tiếng hoặc có thêm thu nhập từ các công việc làm thêm. Nếu cả đường tài lộc và đường công danh đều bị cắt bởi hai đường ngắn nằm ngang, chứng tỏ có một kẻ nhỏ mọn nào đó đang ảnh hưởng tới công danh và tiền tài của bạn. Bạn cũng nên tránh việc khoe khoang về sự giàu có của bản thân. 3 là đường chỉ tay chữ M. Theo thuật xem tướng tay của Trung Hoa, nếu trên đường công danh của một người nằm theo hướng đi lên và nối với đường tình duyên thì hai đường này cùng với đường sinh đạo sẽ tạo thành một hình chữ M. Nếu bạn có hình chữ M trong lòng bàn tay thì bạn sẽ trở nên giàu có trước 40 tuổi. Còn nếu bạn vẫn chưa đạt được thành công trước ngưỡng tuổi 40 thì có nghĩa là bạn chưa thực sự chăm chỉ, đang đi sai hướng. 4 là màu sắc lòng bàn tay. Nhìn chung, nếu lòng bàn tay trắng trẻo thì bạn sẽ dễ cưới được một người giàu có và tận hưởng cuộc sống xa hoa. Nếu lòng bàn tay quá hồng hào thì bạn sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm tiền. Lòng bàn tay ngầm cho thấy bạn có ít cơ hội kết hôn với người giàu có. Một vài chấm đỏ trong lòng bàn tay cũng là dấu hiệu tốt về tài lộc. Nếu bạn có những chấm đỏ này thì có nghĩa bạn sẽ tự tay mình xây dựng nên cơ nghiệp và rất giỏi trong việc kinh doanh. 5 là lòng bàn tay mềm nhũn và mũm mĩm. Theo thuật xem tướng tay Trung Hoa, một người có lòng bàn tay mềm mại và mũm mĩm một chút sẽ được sống trong giàu sang và được trọng vọng. Ngược lại, nếu lòng bàn tay gầy thô ráp thì người đó sẽ không có duyên với tiền tài và cũng gần như không có khả năng cưới được người giàu có. 6 là đường quản lý tiền bạc. Trong lòng bàn tay thường có một đường ngang ở phía trên và song song với đường tình duyên. Đường này cho thấy khả năng quản lý tiền bạc của bạn rất tốt. Nếu đường này của bạn có độ dài trung bình thì bạn là người sử dụng tiền khôn ngoan và biết cách chăm sóc cho người khác. Thậm chí kể cả khi bạn không làm việc thì vợ hoặc chồng của bạn cũng đủ khả năng để chu cấp cho bạn. Bạn có thể giúp bạn quản lý tiền bạc rất tốt. 7 là đường hôn nhân. Nếu đường hôn nhân của bạn hướng lên phía ngón áp út và có một ngôi sao ở cuối thì bạn sẽ cưới được một người giàu có hoặc có danh tiếng. Vì thế bạn cũng chẳng bao giờ phải lăn tăn về mặt tài chính hoặc tiền bạc cả. 8 là một nhánh hướng lên trên từ đường trí tuệ. Nếu đường trí tuệ của bạn có một nhánh hướng lên trên thì điều này có nghĩa là bạn rất có khả năng trong công việc kiếm tiền. Bạn có tư duy tốt, ham muốn kiếm tiền và biết sử dụng nó đúng cách. Bạn có thể đánh giá tương đối chính xác khả năng thành công của một doanh nghiệp. Vì thế nếu tỷ lệ thành công thấp thì bạn chắc chắn sẽ không đầu tư vào nó. Bạn cũng thường gặp may mắn trong những trò cá cược hoặc may rủi. 9 là các gò trong lòng bàn tay. Nếu các gò nằm dưới ở giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa, nếu ngón giữa và ngón áp út hoặc ngón út
đều đầy đặn thì chứng tỏ bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc kiếm tiền. Bạn là người biết làm thế nào để kiếm được nhiều tiền một cách đơn giản nhất. Bản thân bạn là người thông minh, linh hoạt và có nguyên tắc trong các mối quan hệ. Vì thế bạn sẽ trở nên giàu có một cách dễ dàng. 10 là gò sao thủy. Gò sao thủy nằm dưới ngón út, tượng trưng cho vị trí thông minh và khả năng tư duy. Nếu gò sao thủy của bạn đầy đặn là bạn rất giỏi trong việc quản lý kinh doanh và sẽ đạt được thành công. Bên cạnh đó, bạn cũng giỏi ngoại giao và có khả năng thích ứng tốt với hoàn cảnh. Vì thế, nếu làm việc trong lĩnh vực kinh tế hoặc kinh doanh thì bạn sẽ kiếm bộn tiền. 12 là đường mắt phượng. Nếu các đường nằm dưới đốt ngón tay đầu tiên của ngón tay cái tạo thành một hình tròn và trông giống mắt phượng thì bạn có số cưới được người tốt và có khả năng quản lý tài chính vững vàng. Do đó bạn cũng không cần phải bận tâm về chuyện tiền bạc trong suốt cuộc đời. 13 là các đường nằm dưới cuối ngón tay cái. Những người có đường ở cuối ngón tay cái rõ nét là thường có số giàu sang. Nếu bạn có những đường này thì chỉ cần nỗ lực bạn sẽ trở nên giàu có. Ngoài ra những đường này còn cho thấy bạn là người giỏi tiết kiệm tiền nữa. 14 là các đường ở gò sao kim tinh. Các đường đan nhau ở gò sao kim tinh nằm dưới ngón cái là những đường thể hiện đức hạnh của một người. Nếu gò sao kim tinh đầy đặn thì bạn là người có thể trở nên giàu có bằng việc tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình hoặc bắt đầu khởi nghiệp sớm. Lưu ý, tài lộc của một người có thể được dự đoán thông qua đường chỉ tay. Tuy nhiên, đường tài lộc không phải thứ duy nhất quyết định xem bạn có thể trở nên giàu có hay không. Mũi mặt, vẻ mặt và rất nhiều những thứ khác cùng ảnh hưởng đến vận tài lộc của bạn. Quan trọng nhất là bạn phải thật sự nỗ lực nếu muốn trở nên giàu có trong cuộc sống. Xem đường chỉ tay biết người trường thọ, phúc mệnh dày lớn. Tuổi trẻ dù vất vả và mệt mỏi đến đâu, ai cũng cầu mong viên mãn và khỏe mạnh, sống lâu hạnh phúc, hạnh phúc sum vầy bên con cháu. Vậy đã bao giờ bạn tò mò đến muốn biết người trường thọ, phúc dày miệng lớn, mệnh lớn có đường chỉ tay ra sao chưa? Theo tử vi phong thủy và xem tướng tay có chung nhận định rằng người trường thọ sống lâu cần có nhận diện và đường chỉ tay hài hòa cân xứng, cụ thể là người này có gương mặt sáng sủa, giọng nói vừa phải, da dẻ hồng hào, tính cách hòa nhã. Trên bàn tay có đường sinh mệnh phải rõ ràng và đậm nét, bắt nguồn từ vũng của ngón tay cái và ngón tay trỏ. Đường chỉ tay này không bị đứt đoạn và kéo dài xuống phía dưới cổ tay, càng nhiều càng tốt. Ai có đường chỉ tay sinh mệnh hoàn mỹ kết hợp với tướng mạo khuôn mặt đúng tiêu chuẩn như trên thì thường được nhiều chuyên gia tử vi phong thủy và cách xem tướng nhận định là có quý nhân, là có quý tướng, ít ai sánh bằng. Người này bất kể là nam hay nữ đều dễ được hưởng phúc dày mệnh lớn, sống lâu trăm tuổi. Hãy cùng xem 4 dạng đường chỉ tay đặc biệt dưới đây để tìm hiểu người có tướng tay thọ, dẻo dai và các chuyên gia nhân tướng học nhắc tới là sao nhé. 1 là 2 đường chỉ tay sinh mệnh song song. Người có 2 đường chỉ tay sinh mệnh song song trên lòng bàn tay theo tử vi phong thủy và xem tướng tay nhận định là người có sinh lực tràn trề, thế lực sung sức, cơ thể tráng kiện, sức đề kháng và khả năng miễn dịch trong con người phong phú hơn. Điều kiện cần thiết là đủ để họ duy trì sức khỏe dẻo dai là cần tập thể dục thường xuyên, ăn uống và bổ sung thực phẩm hài hòa đủ chất, giữ sao cho tâm tĩnh trí định. Bởi lẽ chỉ cần cơ thể sung sức không là chưa đủ, tinh thần của họ cũng cần vui vẻ, không hay nóng giận thì thân và tâm mới cân bằng hài hòa. Người này nếu có lòng bàn tay hồng hào, miệng hay nói cười, tâm địa thiện lương, tính cách hào sáng, trong cuộc sống họ luôn kiên nhẫn bền bỉ, biết đối nhân xử thế, gặp sự khó hay việc bất như ý đều có thể nở một nụ cười thì được dự đoán sẽ dễ dàng vượt qua mốc thập cổ lai hy, cổ nhân thường nhắc. 2 là đường chỉ tay quý nhân có giao cắt. Đường chỉ tay quý nhân trong lòng bàn tay thậm chí rõ ràng nhưng lại có sự giao cắt như trong hình, là người gặp nhiều vận may trong cuộc sống vượng quý nhân, nên dù có phải trải qua phong ba bão táp trong cuộc sống nhưng luôn được nâng đỡ và cứu trợ kịp thời. Thời trẻ họ có khá nhiều vất vả và lận đận nên tôi luyện được sức khỏe dẻo dai. Về nhân tướng học tổng kết cho thấy họ sống và làm việc có nguyên tắc, tự lập tự cường. Nếu nhân cách tốt là nhân sinh quan trọng đúng đắn, có mạng lưới quan hệ sao giao rộng thì dễ tay trắng xây dựng nên cơ đồ, danh vọng song toàn. Người này nếu có thêm đường chỉ tay thái dương rõ và đậm thì được trời ưu ái vượng cả đời, tử tức
con cháu đầy đủ, phương trưởng và thành tài, gia đình khéo léo, bảo ban định hướng chủ nhân của bàn tay này rất biết vun vén chèo lái con thuyền sự nghiệp và gia đạo, thì thường viên mãn, an nhàn hưởng phúc, tài sản dư giả và dồi dào. 3. Là cạnh đường chỉ tay sinh mệnh có nhiều vân tay chữ điển, vùng lòng bàn tay, bên dưới ngón tay cái, ở giữa đường chỉ tay sinh mệnh và đường mép bàn tay. Nếu có nhiều đường chỉ tay hình chữ điển, trong xem tướng tay, người nhân tướng học nhận định người này dễ có trí quật cường, sức khỏe hơn người và mưu trí tài ba. Xuất thân trong gia đình có điều kiện kinh tế tốt, dự đoán ngoại tứ tuần họ sẽ dễ dàng thừa kế sản nghiệp của cha ông để lại, phát triển ngày một vững chắc và thịnh vượng. Ngược lại, nếu sinh ra trong gia đình nghèo khó vất vả, họ sẽ nhanh chóng thích nghi và kiên trì vượt khó. Nếu vươn lên trong nghịch cảnh, vào đời càng sớm càng dễ thành công, dự đoán ngoài 45 tuổi sẽ xây dựng được cơ đồ lớn, tiền tài càng dư dôi thì sức khỏe của họ càng dồi dào, sức sống và sinh lực càng mãnh liệt vì khao khát làm giàu luôn sôi sục. Nếu vợ chồng hạnh phúc, gia đình ấm êm, nhiều khả năng họ sẽ trường thọ dẻo dai, an nhàn hưởng phúc xấp xỉ 80-90 tuổi cũng không phải là chuyện hiếm gặp. 4. Đường chỉ tay sinh mệnh dài. Người có đường chỉ tay sinh mệnh đậm có thể bị chia cắt làm hai hoặc rẽ thành vài nhánh nhưng luôn phải liền mạch, không bị gián đoạn. Theo nhân tướng học và xem chỉ tay nhận định, họ có nhiều phần có sức khỏe tốt và sức sống mãnh liệt, ít ai bằng. Muốn cơ thể luôn dồi dào sinh lực, họ luôn phải giữ nếp sinh hoạt điều độ, năng tập thể dục thể thao, đảm bảo cho tinh thần hài hòa, nhân sinh quan trọng và vững chắc. Nếu biết thiền định hoặc năng làm những việc thiện, thậm chí họ sẽ luôn bình ổn, không thấy bị nhiễu loạn và dễ tập trung hết mình cho công việc. Người như vậy làm việc lớn dễ thành công, phúc khí càng vượng khí thì sức khỏe càng được đảm bảo. Dự đoán thọ mệnh của họ sẽ nhiều hơn những người thường. Phúc khí càng lớn, lộc trời ban càng nhiều thì họ sẽ dễ trường thọ. Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi tướng số. Trong lòng bàn tay có những đặc điểm này thì hậu vận của bạn nếu không giàu sang phú quý thì cũng an nhàn hưởng phước cả đời. Hầu hết những người có đặc điểm sau đây trong lòng bàn tay đều là những người khổ trước sướng sau. Điều đặc biệt là hậu vận của họ là những ngày tháng sung túc, phú quý không ai sánh bằng. Hãy cùng xem bạn có những đường vân này không nhé. Lòng bàn tay có vân kim tinh là cuối đường sinh mệnh, có hình đuôi cá. Kể cả đường sinh mệnh có vân quý nhân, tay có đường quý nhân, đường học vấn hướng lên gần cắt đường tình cảm hay còn gọi là bàn tay chữ nhất, đều là những đặc điểm của những người hậu vận tốt. Càng lớn tuổi, cả cuộc sống càng viên mãn. Một là dưới ngón tay áp út hay còn gọi là ngón đeo nhẫn có vân kim tinh thì là người càng lớn tuổi, gia đạo càng thịnh vượng. Những người nào có vân kim tinh nằm dưới ngón tay áp út thì là những người dũng cảm, họ không sợ đối mặt với những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Những đầu năm trong cuộc đời, những người này thường chịu cảnh khổ cực nhưng trong lòng họ vẫn tràn đầy những năng lượng tích cực. Nhờ vậy mà theo thời gian họ tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú, làm tiền đề xây dựng cuộc sống và sung túc phú quý. Khi giàu có, những người này cũng không hề tiêu xài hoang phí mà họ vẫn giữ được bản lĩnh của mình. Vì vậy, tiền tài càng ngày càng dồi dào, hậu vận an nhàn và hưởng phước. Hai là cuối đường vận mệnh có hình đuôi cá. Nếu cuối đường vận mệnh có hình đuôi cá thì đây là dấu hiệu của người có cuộc sống giàu sang, không lo tiền bạc. Phụ nữ có bàn tay như thế này, dù khi trẻ có khổ cực thế nào thì khi về già vẫn đầy đủ và no ấm, lại còn được chồng yêu chiều, con cái hiếu thuận. Ba là kế đường sinh mệnh có vân quý nhân thì là người càng lớn tuổi càng khỏe mạnh và giàu có. Nếu người nào có vân quý nhân nằm kế đường sinh mệnh trên bàn tay thì xác định cuộc sống luôn được quý nhân che chở và được bảo vệ. Đặc trưng của bàn tay này là được trời ban nhiều phước đức, cuộc sống tuy khó khăn và trắc trở nhưng họ ít khi nào rời cảnh đường cùng hay túng thiếu vì có những quý nhân luôn bên cạnh. Thậm chí vào giai đoạn trung niên, vị trí vân quý nhân ngày càng đậm hơn, đó cũng chính là lúc gặp được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Không những thế, hậu vận của họ là những chuỗi ngày an nhàn, càng lớn tuổi sức khỏe càng tốt,
không ốm đau bệnh tật, ngược lại còn đủ minh mẫn để kiếm thật nhiều tiền. 4 là tay có đường quý nhân. Cổ nhân gọi đường này là Vân Tổ Ấm, Vân Âm Đức, nghĩa là nhờ tổ tiên tích âm tích đức nên mới có những đường vân này. Người có vân âm đức càng nhiều thì đường quý vân càng đậm và rõ nét. Người có đường quý nhân là người có quý nhân giúp đỡ, luôn được bình an và may mắn. Đường quý nhân chính là đường cong nằm bên trong và chạy dọc theo đường sinh mệnh, hay còn gọi là đường hỏa tinh. 5 là đường học vấn hướng lên, gần cắt đường tình cảm, là người khổ trước sướng sau. Trên bàn tay của mỗi người luôn có 3 đường cố định, đó là đường tình cảm, đường học vấn và đường sinh mệnh. Nếu như bàn tay của ai có đường học vấn hướng lên, gần cắt đường tình cảm, thì họ là những người luôn kiên định, không ngừng nỗ lực và cố gắng trong mọi việc làm của mình. Có thể họ là những người không gặp được những điều suôn sẻ may mắn nhưng khi còn trẻ, nhưng nhờ sự kiên trì bền bỉ mà họ phải mất một thời gian rất dài mới gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Không những thế, những người có đặc trưng bàn tay như thế sẽ có cuộc sống hôn nhân thuận hòa, bền vững. Nếu có đau khổ thì cũng chỉ là giai đoạn đầu, rồi sẽ hạnh phúc cả đời. 6 là bàn tay hình chữ nhất. Đặt ngửa hai bàn tay, đường tình duyên và đường trí tuệ hợp lại thành một. Đường ngang rõ nét chạy ngang bàn tay, khiến bàn tay nhìn vào như bị chia làm đôi. Phụ nữ sở hữu bàn tay trái chữ nhất, hay còn gọi là bàn tay đoạn trưởng, cho thấy là người có nhiều của cải, biết cách kiếm tiền sớm, có năng lực kinh doanh thiên bẩm, lại lớn gan hơn đàn ông, ham học hỏi suy nghĩ thực tế. Bởi vậy phụ nữ có bàn tay kiểu này thường tự lập, tự tay làm giàu. Phụ nữ có bàn tay trái đoạn trưởng cũng không mấy khi thất tình hay bi lụy tình ái. Cuộc sống của họ rất thoải mái, tự tại. Tuy rằng họ rất dễ kết hôn muộn, nhưng nhất định người chồng tương lai của họ là người đáng để cho họ tin cậy cả đời. Tuyết người phụ nữ này vừa có tài lại vừa có tình, cả đời hạnh phúc, phú quý và trường thọ. Về phần 2, tử vi về đường sinh đạo. Về đường sinh đạo còn được gọi là đường đời. Sinh lão bệnh tử đều nhìn theo đường chỉ tay ngắn để đoán số mệnh, thọ hoặc yểu. Tuy nhiên những đường sinh đạo quá ngắn hay bị đứt đoạn hoặc đứt khoảng nhiều, người này vẫn sống thọ. Vì là còn những đường chí đạo, tức minh đường, còn gọi là đường người. 2 là đường thiên đạo. 3 còn gọi là đường trời. Và ngón tay trái tốt hỗ trợ cho đường sinh đạo chế phục nét xấu. Như đã nói, các đường chỉ tay dù có tên riêng, tính chất riêng nhưng không mang tính độc lập hoàn toàn. Chúng luôn liên kết hỗ trợ chế ngự các cát hung cho nhau qua các phân phúc đức từ quá khứ cho đến hiện tại. Khi nghiên cứu về đường sinh đạo, thường phải chú ý các đặc điểm sau. Về sinh đạo rõ nét, không bị cắt, gãy hoặc đứt quãng ngoằn nghèo, chứng tỏ là người ít bệnh tật. Về đường sinh đạo chạy dài xuống cườm tay là tuổi thọ cao. Về đường sinh đạo uốn éo ngoằn ngoèo là người dễ bị bệnh hay mệt mỏi, người hay nhức mỏi. Ngoài ra còn chỉ rõ là người không thành thật. Trong trường hợp đường sinh đạo có dạng này lại có thêm một nhánh chạy lên gò thủy tinh thì đây là biểu tượng của người gian dảo, có hành động không ngay, nhất là khi có tiền thưởng sẽ bất cần phải trái. Về đường sinh đạo đứt quãng là sức khỏe yếu hay có đau bụng, nhất là bệnh thuộc về hệ đường ruột. Nếu cả hai đều có chỗ đứt là coi chừng bệnh nặng hay người dính phải tù tội. Về đường sinh đạo như một sợi dây xích hoặc sợi dây thừng là người dễ bị bệnh về mắt, thường yếu đuối, cơ thể suy nhược hay lo nghĩ và bâng khuâng. Trên đường sinh đạo có dấu nhân là dễ bị bệnh tật. Còn trên đường sinh đạo có dấu chấm rõ, nếu rủm xuống trong đời từng thường có trở ngại hay người có bệnh tật triền miên. Nếu có cù lao trên đường sinh đạo là người có bệnh kéo dài. Còn trên đường sinh đạo có nhánh rẽ, tùy theo nhánh rẽ mà phân biệt. Nếu nhánh rẽ hướng vào gò kim tinh, có nghĩa là vào ngón cái, thì cơ thể suy nhược, người cần phải chăm sóc và tĩnh dưỡng cẩn thận. Còn nếu nhánh rẽ hướng xuống lòng bàn tay là người hay bị chứng phong thấp hay quên. Còn trên đường sinh đạo có một chỉ tay chạy từ nơi
phát nguồn đến Gò Thái Âm ít ra có một lần là tổn hại về tiền của trong đời. Nếu đầu đường sinh đạo có nhiều đường chỉ cắt ngang và lại có thêm một cù lao là người gian khổ vất vả ở thời thơ ấu. Còn nếu đường sinh đạo có đường chỉ chạy lên phía ngón tay trỏ, đây là biểu tượng của sự may mắn thuận lợi trong vấn đề công ăn việc làm hoặc danh vọng. Nếu đường này chạy lên ngón giữa là danh dự được thành đạt. Nếu đường này chạy lên phía ngón út là phát triển thuận lợi về đường làm ăn hoặc là buôn bán. Nếu trên đường sinh đạo có vạch chắn ngang thì trong cuộc đời hay bị trở ngại. Còn nếu khởi đầu của đường sinh đạo có hình sao hay hình chữ thập thì bước đầu rất gian nan và trở ngại, nhưng tương lai lại tốt lành và phát đạt. Còn nếu đường sinh đạo có ngôi sao thì đấy là hiện tượng của sự giàu có sung sướng lúc về già. Còn nếu đường sinh đạo trên đường sinh đạo có hình cù lao giống như hình chiếc lá là gặp trở ngại trên đời. Bệnh tật nếu cù lao ở cuối đường sinh đạo thì phát triển tình cảm lúc 45 tuổi trở lên. Còn từ Gò Kim Tinh có đường chạy ra cắt đường sinh đạo là có chuyện buồn do người trong gia đình gây ra. Nếu đường chỉ cắt luôn đường tâm đạo và đường trí đạo thì hay bị tình cảm tình ái chi phối. Còn trên đường sinh đạo có những chấm nủng màu sẫm là người dễ bị sốt rét hay nóng lạnh sau xương sống. Còn cuối đường sinh đạo chia làm hai nhánh là người hay quên, là người có bệnh hay tái phát. Về đường sinh đạo làm thành vòng cung hẹp Gò Kim Tinh lại là hiện tượng của sự tiết chế co rúm, khiêm nhường, không rộng rãi, là người thường ích kỷ, gò bó. Riêng về vấn đề sinh nở thì đây là hiện tượng của người bạn gái dễ bị khó khăn về chuyện sinh sản. Về đường sinh đạo xuất phát từ vị trí cao gần ngón trỏ là người bạn gái có nhiều ước mơ, tham vọng và tự cao, tự đại, tự tin. Còn nếu ở vị trí thấp là biểu tượng sẽ ngược lại như trên. Hình dạng một vòng xuất hiện ngay giữa đường sinh đạo là coi chừng bệnh ở mắt. Cuối đường sinh đạo xuất phát những đường chỉ nhỏ như chùm rễ cây là người hay bị nhức đầu về bệnh đường ruột bao tử. Còn trên bàn tay có hai đường sinh đạo là cơ thể có khả năng chịu đựng, dễ chống lại bệnh tật và sức khỏe dồi dào. Trên bàn tay có đường sinh đạo mờ, không đều là người hay bị bệnh, cơ thể suy nhược, yếu đuối. Còn nếu trên bàn tay không thấy rõ đường sinh đạo, đây là biểu tượng của người đàn bà lạnh lùng nhưng thiếu sinh khí, tuy nhiên đây là người có tuổi thọ cao. Về đường sinh đạo bị đứt ở khoảng tuổi còn nhỏ, xem các vị trí khoảng tuổi như hình xác định tuổi, nhưng mà có một đường sinh đạo phụ hoặc còn gọi là sinh đạo đôi xuất hiện ngay vị trí đứt giúp ta vượt qua tai nạn, bệnh tật. Lưu ý là cù lao trên tâm đạo là người có bệnh tim hoặc là tim mạch, tình yêu hôn nhân trở ngại, gây đau khổ. Về các mối quan hệ giữa đường sinh mệnh với tuổi thọ của con người, theo quan điểm xem chỉ tay hiện đại, đường sinh mệnh thật ra không liên quan đến tuổi thọ của một con người mà chỉ cho về tính cách và những sự kiện quan trọng đã hoặc xảy ra trong cuộc đời người. Theo tướng bàn tay, thông qua đường sinh mệnh có thể biết được trạng thái sức khỏe của con người, nhìn vào đó sẽ biết được thể trạng, khả năng hoạt động và môi trường sống của bạn. Nó chỉ có ảnh hưởng giáp tiếp chứ không phải trực tiếp với tuổi thọ. Về quan niệm truyền thống cho rằng đường sinh mệnh càng dài, tuổi thọ của chủ nhân càng cao. Tuy nhiên ngày nay các chuyên gia xem chỉ tay nói chung không còn tin rằng đường sinh mệnh của một người gắn liền với tuổi thọ của người ấy. Nếu đường sinh mệnh của bạn ngắn, chỉ có thể hiểu rằng sức khỏe của bạn không được tốt. Về sức đề kháng kém, ít hoạt động chân tay, hiếm khi thể dục thể thao nên không được khỏe mạnh và linh hoạt cho lắm. Nhà nhân tướng học đương đại nổi tiếng của Nhật Bản đã từng nói, giả sử có thể liếc qua là xem được tuổi thọ của người ngắn hay dài thì cuộc đời nào có gì thú vị. Nếu một người biết mình sẽ chết sớm thì liệu họ còn có thể vui sống hay không, hay họ phải chuẩn bị kế hoạch như thế nào cho cuộc đời mình. Thành thực mà nói, có rất nhiều người và có đường sinh mệnh ngắn, nhưng trái lại họ vẫn có thể sống lâu trăm tuổi. Tuổi thọ ngắn hay dài còn phụ thuộc vào nhiều đường chỉ tay khác như đường vận mệnh, đường trí tuệ hay là đường hỏa tinh. Ý nghĩa của đường sinh mệnh theo giới nghiên cứu nhân tướng học quốc tế
từ năm 79 đã có nghiên cứu về khoa học đường sinh mệnh đưa ra 5 ý nghĩa của đường chỉ tay như sau. Một là đường sinh mệnh thể hiện chỉ số thể lực và tính cách nhanh nhẹn hay chậm chạp của một con người. Hai là đường sinh mệnh thể hiện việc người này có gặp phải tai nạn bất ngờ hay không, liệu có bị nguy hiểm hay bệnh tật nghiêm trọng gì. Ba là đường sinh mệnh thể hiện một người trong đời có phải động dao kéo hay không, khi nào thì phải làm phẫu thuật. Bốn là đường sinh mệnh thể hiện trạng thái sức khỏe suốt cuộc đời của một người. Năm là nếu một người trên bàn tay không có đường sinh mệnh thì có thể thay thế bằng đường vận mệnh. Cách đoán định bệnh tật hay nguy hiểm qua đường sinh mệnh. Có người cho rằng khi xem tướng bàn tay, nếu quan sát có thể thấy được đường sinh mệnh xuất hiện dấu hiệu bệnh tật hoặc nguy hiểm từ vị trí của dấu hiệu mà đoán định một người sẽ gặp phải vận mệnh vào năm nào. Lấy điểm mốc từ giữa ngón cái và ngón trỏ, điểm bắt đầu của đường sinh mệnh ở đó tính là 1 tuổi, tính từ đó cứ mỗi 1 cm là 7 tuổi. Có nghĩa rằng 1 cm đầu tiên tương ứng với thời kỳ 7 tuổi, tiếp theo là thời kỳ 7 đến 14, cứ thế đến hết đường sinh mệnh, tức điểm gần với đường cổ tay, nghĩa là 99 tuổi. Ở giai đoạn nào trên đường sinh mệnh xuất hiện nét đứt gãy hoặc cắt ngang, đường chỉ tay rối loạn thì có nghĩa vào những năm tuổi tương ứng người đó sẽ mắc bệnh hoặc gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Bình thường đường sinh đạo xuất phát từ giữa ngón tay cái với ngón tay trỏ, nên gần với ngón tay cái là người trọng tình nghĩa gia đình, luôn hài lòng với cuộc sống hiện tại, yêu cuộc sống và gia đình. Nếu cong ra giữa bàn tay là luôn mong muốn nên những điều lớn lao, thích đi du lịch hoặc là người thích phiêu lưu, khám phá những điều mới mẻ. Còn nếu đường chạy xuống cườm tay là người sống thọ, rõ nét, không bị đứt gãy, đứt quãng hoặc ngoằn ngoèo, chứng tỏ là người ít bệnh tật. Ngược lại, nếu uốn éo hoặc ngoằn ngoèo là người dễ bị bệnh tật hay người thường xuyên mệt mỏi, người hay nhức mỏi, đặc biệt trong trường hợp này, nếu có thêm một nhánh chạy lên gò thủy tinh thì là biểu tượng của người gian dảo, có hành động không hay, nhất là khi có tiền sẽ bất cần. Còn người có đường như sợi xích hoặc dây thừng là dễ bị bệnh tật về mắt, là người yếu đuối, cơ thể suy nhược hay lo nghĩ. Còn nếu có dấu ít xì là người dễ bị bệnh tật nếu uốn quanh ngón tay cái và kết thúc ở phía cuối ngón tay cái sát cổ tay, là người luôn hướng về quê hương và mong muốn có gắn bó cuộc đời mình trên đất quê nhà. Còn nếu kết thúc phía cuối bên kia của cổ tay đối diện với ngón tay cái là người lập nghiệp ở phương xa. Nếu có cù lao là người có bệnh nặng trong đời. Còn nếu cuối đường sinh đạo có hình ngôi sao thì đó là biểu hiện của người giàu có sung túc về già. Từ gò kim tinh có đường chạy ra cắt đường sinh đạo là người có chuyện buồn do người trong gia đình gây ra. Nếu đường chỉ này cắt luôn đường tâm đạo và đường trí đạo thì đó là hiện tượng của người hay bị tình cảm chi phối. Còn nếu chia đôi cuối đường là người hay quên và bệnh cũ tái phát. Nếu đường sinh đạo bị cắt đứt làm nhiều khoảng hoặc có hình thức như do nhiều đường nối tiếp nhau hoặc có nhiều đường chỉ phụ nổi bật đâm ngang, đó là hiện tượng của sự kém sút về sức khỏe xuất phát từ bộ máy tiêu hóa. Còn nếu đường sinh đạo bắt nguồn thật gần dưới ngón trỏ thì là người tự phụ, kiêu căng, nhiều tham vọng và biết sử dụng khả năng hoạt động của mình để thỏa mãn tham vọng. Còn đường sinh đạo mà phát triển thấp sẽ có một giá trị ngược lại. Thường trong đa số các bàn tay, đường sinh đạo phát nguồn từ phần giữa của phạm vi hai ngón tay cái và ngón trỏ, đó là hình thức bình thường. Còn nếu bắt nguồn từ ngón tay trỏ là người có tính kiêu căng, tự phụ, nhiều quỷ kế để đi đến mục đích và sự tham vọng của mình. Còn dưới chừng 3 đến 5 mm thì là người tính tình ngược lại. Còn sự chấm dứt của đường sinh đạo cũng có nhiều hình thức. Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tử vi xem chỉ tay, đây là 4 bàn tay phú quý, ai sở hữu được thì cả đời vinh hoa phú quý, hậu vận tài, chồng tài, phúc chồng phúc, viên mãn đầy đủ. Tử vi học có nói, những chỉ bàn tay sẽ thay đổi theo từng giai đoạn trong cuộc đời, nhưng có một số đặc điểm vốn dĩ được trời ban tặng, dù qua năm tháng cũng không bao giờ thay đổi.
Bên cạnh con giáp, ngày tháng năm sinh thì nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người, đặc biệt là tướng bàn tay. Tử vi học nói những chỉ bàn tay trên bàn tay thay đổi theo từng giai đoạn trong cuộc đời. Nhưng có một số đặc điểm vốn dĩ trời ban tặng dù qua năm tháng cũng không thay đổi. Dưới đây là bốn đặc điểm được xem là sở hữu mệnh phú quý. Phụ nữ nào có được bàn tay như thế này thì xác định cả đời chẳng lo cơm áo gạo tiền. Sinh ra đã có cuộc sống viên mãn, lớn lên tài chồng tài phúc, hậu vận an nhàn, hưởng vinh hoa phú quý. Một là bàn tay nổi thịt ẩn đỏ. Nhìn vào hình thể thấy được nếu như bàn tay nổi thịt ẩn đỏ ở dưới các ngón tay thì xác định đây là bàn tay phú quý. Phụ nữ chỉ sở hữu những bàn tay thường có cuộc sống rất sung sướng. Khi ở nhà được bố mẹ hết mực cưng chiều nhưng phải chịu đựng bất cứ việc gì. Đến lớn lại bạn bè xung quanh yêu thương, ai cũng tạo điều kiện để họ không phải chịu cực, chịu khổ. Nhìn chung những người có tướng tay này có tố chất lãnh đạo, không cần quá lao lực nhưng lại được kết quả về mỹ mãn. Đặc điểm hậu vận của những người này rất giỏi. Lớn thêm một tuổi lại giàu thêm một bậc, phúc đức đủ sống an nhàn đến hết đời. Hai là bàn tay có vân lý tài. Vân lý tài là vân nằm trên đường tình duyên kéo dài theo ngón đeo nhẫn qua ngón trỏ. Vân lý tài thường ngắn không dài, biểu hiện cho sự giàu có và viên mãn. Phụ nữ sở hữu bàn tay này chắc chắn là người có khả năng quản lý về tài chính rất tuyệt vời. Không những thế, họ còn là người có thể kiếm được nhiều tiền nhờ vào năng lực của chính mình. Bước vào giai đoạn trung niên, sự nghiệp của những người này càng vững chắc. Họ ít khi nào hài lòng với công việc hiện tại mà luôn muốn thay đổi, đầu tư để sinh thêm lời. Tử vi học nói những người sở hữu bàn tay này không lo khổ vì trong tay luôn có tiền và luôn làm chủ được cuộc sống. Ba là bàn tay có ba vân nằm trên đường tình duyên. Nếu trên bàn tay có ba vân nằm trên đường tình duyên như hình vẽ thì xác định bàn tay này không sợ nghèo và cũng không sợ khổ. Trong nhân tướng học, đây là dấu hiệu biểu hiện cho sự giàu có và mạnh mẽ không ai sánh bằng. Không những thế, những người này vô cùng thông minh, làm được việc lớn và luôn được quý nhân bên cạnh giúp đỡ rất nhiệt tình. Bước vào giai đoạn trung niên, những người này thường đi theo con đường kinh doanh và thu được lợi nhuận nhiều vô kể. Càng lớn tuổi, tài vận càng dồi dào, họ không những tích được nhiều phúc đức, nhiều phước và cuộc sống hậu vận cũng an nhàn mỹ mãn, khiến bao người phải ngưỡng mộ. Bốn là bàn tay có khe hở ở giữa ngón trỏ và ngón giữa. Trong nhân tướng học có nói, bàn tay có nhiều khe hở giữa các ngón tay là không biết giữ tiền. Tuy nhiên, nếu chỉ có khe ở giữa ngón trỏ và ngón giữa thì lại là câu chuyện khác. Phụ nữ nào sở hữu bàn tay là người có vận mệnh tốt, cả đời gặp nhiều may mắn và có nhiều tiền. Những người này thường không quan trọng về tiền bạc nhưng lại kiếm được nhiều tiền. Họ cẩn thận, chu đáo và luôn được nhiều người khác tín nhiệm về hậu vận. Người này có bàn tay không lo lắng về vật chất, ngược lại còn tận hưởng một cuộc sống vinh hoa và phú quý. Về phần 2 là bất kể là nam hay nữ, chỉ cần sở hữu đặc điểm này trên tay thì nghèo mấy cũng sẽ có ngày phát tài, phát lộc và phú quý tự đến. Trong nhân tướng học có đề cập đến 3 loại bàn tay mà bất kể là nam hay nữ, chỉ cần sở hữu những đặc điểm này thì xác định cả đời không lo thiếu thốn. Bên cạnh con giáp này, ngày sinh tháng đẻ thì nhân tướng học cũng là một trong những cách để mọi người biết được vận mệnh và tương lai. Đặc biệt, những đặc điểm này trên bàn tay thể hiện rõ bạn là người như thế nào, cuộc sống sau này giàu sang phú quý ra sao. Trong nhân tướng học có đề cập đến 3 loại bàn tay mà bất kể là nam hay nữ, chỉ cần sở hữu những đặc điểm này thì xác định cả đời không lo thiếu thốn. Có thể họ không được sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc nhưng hầu hết họ đều là con của Thượng Đế, được hưởng nhiều phúc đức trời ban. Chẳng may nghèo thì cũng có ngày phát tài, phát lộc, hậu vận không lo nghĩ, tài sản dư giả đủ sống đến 3 đời. Cùng xem đó là những đặc điểm nào nhé. 1 là tay có vân nhãn tử, hay phu tử, hay là phu tử nhãn, chính là vân ở ngón tay cái, có hình giống con mắt. Nhân tướng học nói những người này có tay phu tử nhãn, đặc biệt là phụ nữ thì xác định mang số giàu sang phú quý.
Bất kể có kết hôn với người chồng như thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn được hưởng nhiều phúc đức cực kỳ giàu có và hưởng thụ cuộc sống sung túc. Còn đối với đàn ông, người nào sở hữu những đặc điểm này thì thiếu niên khá chật vật, nhưng đến khi bước vào trung niên thì sự nghiệp thành công rực rỡ bất ngờ về hậu vận. Bất kể là nam hay nữ thì đều có quý nhân bên cạnh phù trợ, làm việc gì cũng gặp may mắn và suôn sẻ. Cuộc sống bản thân tốt. Một khi cuộc sống gia đình tốt, cuộc sống bản thân tốt 1 thì cuộc sống gia đình tốt 10, gia đạo an yên và hạnh phúc, cuối đời chỉ cần an nhàn hưởng phúc là vô lo vô nghĩ. 2 là tay có vân trưởng tích. Đây là bàn tay có những đường vân rõ ràng, ngoài 3 đường vân chính thì ít có đường vân khác xuất hiện. Đối với phụ nữ, nếu sở hữu đặc điểm này trên bàn tay thì cuộc sống không phải lo lắng gì về tiền bạc. Không những thế, lại được nhiều người yêu thương giúp đỡ. Những người này thường sống rất tình cảm và luôn xử lý mọi chuyện theo cảm tính. Thời thiếu niên của họ thường không được sống đầy đủ, nhưng họ lại không cảm thấy điều đó là bất hạnh, mà luôn nhìn về tương lai bằng tinh thần lạc quan. Hậu vận, những người này không những giàu có mà có cuộc sống rất hạnh phúc và viên mãn. Đàn ông thì sự nghiệp ổn định, tài vận dồi dào, phụ nữ thì càng lớn càng đẹp, luôn được yêu chiều và cung phụng. Nhìn chung, cuộc đời của họ là những chuỗi ngày êm đềm, không phiền muộn. 3 là tay có trưởng tâm đoạn thủy. Muốn biết bàn tay có trưởng tâm đoạn thủy hay không, chỉ cần xòe bàn tay ra, đổ nước lên. Nếu như nước đọng lại nhiều thì tức là bạn có một bàn tay phú quý. Trong nhân tướng học, những người sở hữu bàn tay này thường rất thông minh và sáng tạo. Họ không những làm chủ được bản thân mà còn làm chủ được cả cuộc sống của chính mình. Thời niên thiếu, họ từng phải trải qua nhiều khó khăn gian nan, thậm chí có khi tưởng rơi vào những hoàn cảnh bế tắc, nhưng rồi vẫn tìm được lối ra. Những người sở hữu bàn tay như thế này thì không lo hậu vận nghèo khổ, bởi lẽ họ kinh nghiệm quý báu có cuộc đời đều đúc kết hoàn hảo. Cuộc sống chỉ có giàu và giàu thêm, bất kể làm việc gì cũng được nhiều may mắn và gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Phần 3 là tính mạng, tuổi thọ, tham vọng con người thể hiện trên đường chỉ tay sinh mệnh. Đường sinh mệnh là đường chỉ tay độc nhất chỉ tuổi thọ và sức khỏe của con người. Đường trí tuệ, đường tâm huyết và ngón tay tốt luôn tăng cường hỗ trợ và khắc chế được nét xấu trên con đường sinh mệnh. Cho nên muốn xác định được trường hợp nguy hiểm hay liên quan đến tính mạng, bệnh thật, cần xét đến các đường trí tuệ và tâm huyết cùng ngón tay cái. Nếu đường sinh mệnh cắt đứt thành nhiều đoạn hoặc nhiều đường tiếp nhau là biểu hiện sự sút kém về sức khỏe, bắt nguồn từ bộ máy tiêu hóa. Cách xem đường chỉ tay này không phân biệt giới tính. Bạn thuận tay nào có thể tự xem đường sinh mệnh của bàn tay đó của mình. Nếu đường sinh mệnh bắt nguồn thật cao dưới ngón trỏ, đó là người tự phụ, kiêu căng, nhiều tham vọng và biết sử dụng khả năng của mình để thỏa mãn tham vọng. Nếu đường sinh mệnh bắt nguồn thấp thì người đó sống khiêm tốn, biết vui lòng với những gì mình có, không mơ ước viển vông và không làm mất lòng ai. Đa số bàn tay đường sinh mệnh bắt nguồn từ đoạn giữa các ngón tay cái và ngón tay trỏ. Đây là đường sinh mệnh bình thường, ít biến động. Nếu đường sinh mệnh có hình vòng cung bao trùm cả gò thịt gần ngón tay cái, đó là người nhiệt tâm, độ lượng, giàu lòng thương người. Phụ nữ nếu lấy được người này làm chồng thì hoàn toàn có thể yên tâm để hưởng phúc gia đình. Nếu đường sinh mệnh đang rộng mà đoạn cuối thu hẹp lại là người ích kỷ hẹp hòi, đường sinh mệnh hình như ruột gà là người đó bị bệnh đau mắt, có thể dễ dẫn đến mù lòa. Đường sinh mệnh bị cắt ngang bởi nhiều đường, người đó sẽ gặp nhiều thất bại hay nguy hiểm và thường hay lo âu. Đường sinh mệnh có nhánh rẽ là người đó bị bệnh thần kinh trầm trọng, nhánh rẽ ở đoạn nào thì phát bệnh ở giai đoạn đó. Đầu đường sinh mệnh bắt nguồn giữa hai ngón tay cái và ngón tay trỏ, có nhiều đường chỉ bắc ngang và có những chuỗi thịt nhỏ nổi lên là người đó rất bất hạnh lúc còn nhỏ, có thể là bị mồ côi bố hoặc mẹ, cũng có thể là con ngoài giá thú. Về đường sinh mệnh xuất phát thấp từ gò thịt gần ngón tay cái mà chỗ thịt lại bị cắt đôi thì người đó sẽ gặp nhiều trắc trở trong hôn nhân. Nếu có kèm theo một hình vuông thì hôn nhân sẽ bị đứt đoạn nhiều lần. Còn đường sinh mệnh có hình dáng như một sợi dây xích thì cuộc đời sẽ khổ não và gặp nhiều bất hạnh. Đường sinh mệnh không đều, khoảng rộng, khoảng hẹp
là người sống buông thả, không mẫu mực và rất ương ngạnh. Khoảng rộng là thời gian xảy ra hành vi sống buông thả, dài hay ngắn tùy theo khoảng rộng trên đường chỉ tay đó. Đường sinh mệnh rộng mà có màu thẫm là người tính tình hung bạo hoang dâm. Nếu màu hồng hào là người ưa đơn giản, thích làm điều phải. Còn đường sinh mệnh chấm dứt ở đâu thì cuộc đời chấm hết ở đó. Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Xem chỉ tay đường con cái để biết sinh con trai hay con gái. Xem chỉ tay về đường con cái, xem chỉ tay để biết con trai hay con gái. Bói tay đường con cái, xem bói chỉ tay nam nữ về đường con cái chính xác nhất. Một là chỉ tay cơ bản về nhân tướng học chỉ tay. Từ xưa đến nay, phương pháp xem chỉ tay vẫn được dùng để luận giải về vận mệnh, công danh, tình duyên và cuộc đời của con người. Trải qua nhiều năm tích lũy và đúc kết kinh nghiệm, hiện nay thuật xem tướng chỉ tay vẫn được tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Để tìm hiểu về các phương pháp xem chỉ tay, nhân tướng học chỉ tay, mời các bạn cùng tham khảo những thông tin dưới đây. Con người sinh ra, trên lòng bàn tay đã xuất hiện các đường chỉ tay. Mỗi người sẽ có những đường vân và đường chỉ tay với hình dạng, độ mờ nhạt rõ ràng khác nhau. Về nhân tướng học, đường chỉ tay coi đó chính là những ẩn số về vận mệnh, đời người cần được làm rõ. Về thuật xem chỉ tay, trên bất cứ bàn tay nào cũng có 3 đường cơ bản nhất, to và rõ ràng nhất, bao gồm: một là đường sinh đạo, hay còn gọi là đường số mệnh hay đường sinh mệnh; hai là đường trí đạo, còn gọi là đường lý tính, đường trí năng, đường học hành hay đường trí tuệ; ba là đường tâm đạo, là đường tình cảm, gọi tắt là đường tình. Ngoài 3 đường chỉ tay cơ bản trên thì còn các đường chỉ tay khác mà không phải ai cũng có, như đường sự nghiệp, đường sức khỏe, đường tài năng và đường may mắn, đường hôn nhân và đường con cái. Thuật xem tướng chỉ tay ra đời để luận giải về thế nhân sinh, sức khỏe, tâm lý, nhân cách và cuộc đời của người đó. Ngoài ra, xem bói qua chỉ tay còn là dấu hiệu nhận biết sinh mệnh theo từng giai đoạn. Xem chỉ tay chính là chìa khóa mở ra những thông tin vô cùng hữu ích, giúp con người nắm rõ được năng lực, lợi thế của bản thân cũng như những thiếu sót, để từ đó biết cách phát huy thế mạnh và hạn chế điểm yếu, dần dần vượt lên nắm mắt số mệnh của chính mình. Hai là xem chỉ tay đường con cái để biết sinh con trai hay con gái. Theo nhân tướng học bàn tay, thông qua gò thủy tinh dưới ngón tay út, chúng ta có thể tự xem được con cái của mình. Tuy nhiên, phương hướng quan sát và cách nói về đường con cái trên bàn tay thường có nhiều ý kiến khác nhau. Xem chỉ tay đường con cái được xác định nằm trên mé bên gò thủy tinh của ngón tay út. Khi nắm bàn tay lại thì có thể nhìn thấy những đường vân ngang, dài, ngắn, thô mịn, nông sâu khác nhau. Dựa theo đặc điểm này, người ta có thể nhận định được về đường con cái của người đó. Xem chỉ tay để biết sinh con trai hay con gái. Khi xem tay đoán sinh con trai hay con gái, người ta sẽ dựa vào độ sâu nông hoặc thô mịn của đường chỉ tay. Con cái đó, nếu chỉ tay đường con cái dài, thô, sâu và phân rõ nét thì đó là tướng sinh con quý tử, đứa con thông minh hơn người. Ngược lại, nếu chỉ tay ngắn, nhỏ và nông thì theo bói chỉ tay, đó là dấu hiệu của việc sinh con giá hoặc xấu hơn thì là nguy cơ đẻ non hoặc bị sảy thai rất cao. Xem chỉ tay để biết có mấy con. Từ xưa, người ta có thể xác định được việc bản thân thụ thai bao nhiêu lần bằng cách xem chỉ tay con cái ở cả hai tay. Ví dụ, nếu đường chỉ tay con cái có 3 đường vân nghĩa là đã thụ được 3 thai, có 5 đường thì thụ được 5 thai. Trường hợp nếu số đường con cái ở hai tay không bằng nhau thì thường sẽ lấy theo số ít hơn. Xem bói tay về đường con cái khó nuôi. Xem bói tay về đường con cái, nếu thấy các đường vân nhỏ li ti lu mờ thì đó là tướng vô sinh, vô dưỡng hoặc con yểu mạng chết sớm. Xem bói tay đường con cái ở đoạn đầu, giữa hay cuối xuất hiện các nét hình chữ Ơ hoặc chữ Y hoặc hình tròn. Có 2 đường gạch dọc phía trên dưới hình tròn hoặc gạch ngang phía dưới dấu mũi tên nhỏ hơn là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của đứa con thường có vấn đề. Bói tay đường con cái nếu có đường nối liền với đường hôn nhân thì đó là tướng phụ nữ vất vả trong việc chăm sóc con cái vì thường xuyên ốm vặt khi con còn nhỏ. Xem bói chỉ tay con của phụ nữ nếu sở hữu đường con cái không thẳng thì thường hay có con ốm đau. Xem chỉ tay đường con cái có dấu hiệu tuyệt tự là gò kim tinh bằng phẳng.
Một vòng ngấn tay quá cao trên lòng bàn tay thay vì ở cườm tay. Đường định mệnh xuất hiện hình ngôi sao. Đầu ngón út có vân xoắn hình chôn ốc. Gò mộc tinh lang sang gò thổ tinh. Xem chỉ tay chính là thuật tiên đoán từ xa xưa nhằm tìm hiểu, khai phá tương lai và các đường chỉ tay. Những thông tin về xem chỉ tay đường con cái, xem chỉ tay biết sinh con trai hay con gái, xem chỉ tay biết con trên đây là tổng hợp lại nhằm giúp bạn có thêm những trải nghiệm mới, biết được đường con cái của mình như thế nào. Ngoài ra, để có cái nhìn tổng quan hơn, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về nhân tướng học, xem tướng mạo, sắc diện, luận đoán số mệnh, tương lai tốt xấu và được tổng hợp trên website của chúng tôi. Xem chỉ tay để biết bao giờ lấy chồng, xem bói chỉ tay là biết ngay. Bạn sốt ruột muốn biết khi nào được lên xe hoa, có gì khó đâu, cũng chẳng cần phải đi xem bói đâu xa mà chỉ cần xem bói chỉ tay là biết được. Hôn nhân đối với phụ nữ là cánh cửa bước sang một trang mới của cuộc đời, là chuyện hệ trọng của người con gái. Nhiều người biết vậy nên kén chọn không thôi, nâng lên đặt xuống, chờ đợi và hy vọng sẽ tìm được người tốt hơn để lấy làm chồng. Xong, làm người phải biết đủ mới tốt. Khi duyên phận đến thì nhanh chóng nắm bắt trong tay mới là người thông minh. Đừng để lâm vào cảnh già kén kẹn hom. Con cái có xuân thì chắc chắn ai cũng muốn biết khi nào mình được mặc váy cô dâu đẹp về làm vợ người ta. Trong nhân tướng học, xem bói chỉ tay là một những cách rất hiệu quả để đoán vận mệnh của con người. Bạn có thể biết xem tướng phụ nữ hay biết bao giờ sẽ lấy chồng không? Hãy cùng kiến thức tử vi để khám phá bí mật này nhé. Xem bói chỉ tay, đường trí tuệ gần với ngón tay, được nhiều người mai mối. Nếu điểm bắt đầu của đường trí tuệ càng gần về phía ngón tay trỏ thì cô gái này có thể sẽ kết hôn qua mai mối giới thiệu của người lớn trong nhà. Người có tướng bàn tay như này thường lấy chồng vào khoảng từ 25 đến 29 tuổi. Về đường trí tuệ quá dài hay quá ngắn thì đều không có lợi cho hôn nhân. Đường tình cảm của vợ chồng dễ nảy sinh nhiều vấn đề, mâu thuẫn, tranh cãi liên miên. Bạn có biết dự đoán tương lai giàu nghèo qua những đường vân đặc biệt trong lòng bàn tay không? Xem bói chỉ tay về đường hôn nhân nhiều đường dài ngắn khác nhau. Muốn biết chính mình khi nào kết hôn, bạn có thể nhìn ngay vào đường chỉ tay hôn nhân trong lòng bàn tay mình. Đường hôn nhân nằm phía dưới ngón tay út, phía trên đường tình duyên cũng là những đường chỉ tay mà khi bạn nắm tay vào có thể nhìn thấy. Bên ngang bàn tay thường có 2 đến 3 đường như vậy. Nếu đường chỉ tay gần nhất với đường tình duyên là đường chỉ dài nhất thì bạn có thể sẽ lấy chồng từ khi còn rất trẻ, có thể là 16 đến 20 tuổi. Nếu đường ở giữa là đường dài nhất thì độ tuổi kết hôn của bạn sẽ rơi vào khoảng 21 đến 28 tuổi. Với đường chỉ áp út mà dài nhất thì bạn sẽ lấy chồng khá muộn, 29 đến 35 tuổi. Xem bói chỉ tay về đường sinh mệnh khởi đầu gần với ngón tay cái, bạn sẽ thấy mỗi người có điểm bắt đầu của đường sinh mệnh hoàn toàn khác nhau. Đường sinh mệnh chạy khởi nguồn ở điểm giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ, nhưng có người thì điểm đó gần với ngón tay cái hơn, nhưng có người lại gần với ngón tay trỏ hơn. Nếu đường sinh mệnh của bạn bắt đầu ở điểm gần với ngón tay cái thì thường đa số bạn sẽ lấy chồng khá sớm. Người có đường chỉ tay này có sức quyến rũ lớn với người khác phái. Nét quấn hút của họ được bộc lộ từ khi còn trẻ, nên khả năng lấy chồng sớm càng lớn hơn. Có thể bạn sẽ quan tâm tướng bàn tay có phải đường sinh mệnh ngắn thì chết sớm không. Xem bói chỉ tay đường tình duyên kéo dài hướng xuống dưới. Đàn ông tay trái, đàn bà thì tay phải. Xem tay con gái mà đường tình duyên hướng xuống dưới và kéo dài. Dù là sang trái hay sang phải thì phần lớn đều có số lấy chồng muộn, từ 30 đến 40 tuổi mới kết hôn là chuyện bình thường. Nếu đường chỉ tay đó của bạn đâm xuống với độ dốc lớn thì tốt nhất đừng tính đến chuyện kết hôn ngay mà nên yêu đương sống chung một thời gian sẽ tốt hơn. Xem bói chỉ tay ai là người bác sĩ bảo cưới. Có nhiều lý do cho chúng ta biết tới hôn nhân ngoài việc kết hôn vì tình yêu. Ngày nay còn có xu hướng bác sĩ bảo cưới nữa. Bác sĩ bảo cưới sớm thì hay muộn chẳng còn là vấn đề thầy nói có bảo không được cũng chẳng si nhê. Nếu ở phần cuối đường sinh mệnh của mình, bạn nhìn thấy dấu hiệu của đường chỉ tay giao nhau hình chữ thập, thì rất có khả năng bạn sẽ lấy chồng do bác sĩ bảo cưới mà độ tuổi thường rơi vào khoảng 33 đến 34 tuổi. Những đường chỉ tay hiếm có thông báo vận may mắn, tiền tài vô số của người sở hữu nó. Để trở thành người thành công, mỗi chúng ta cần nỗ lực rất nhiều, đôi khi sẽ gặp thất bại không ít lần. Tuy nhiên,
Theo nhân tướng học, nếu lòng bàn tay sở hữu những đặc điểm này thì con đường sự nghiệp của bạn vô cùng thuận lợi. Một là đường chỉ tay, hình nửa đường tròn nối giữa ngón trỏ và ngón đeo nhẫn. Bạn là người bẩm sinh đã thu hút và quyến rũ, chẳng cần bạn làm gì, người khác cũng bị bạn cuốn hút và hấp dẫn. Bởi vậy, bạn được nhiều người theo đuổi, yêu mến, bạn có nhiều bạn bè và luôn nhận được sự giúp đỡ nếu cần. Sức hấp dẫn và thu hút của bạn sẽ càng tăng khi số lượng đường chỉ này tăng lên. 2. Là đường chỉ tay chữ M. Người có đường chỉ tay hình chữ M được cho là những người có tài năng, có khả năng thiên bẩm đặc biệt, trực giác tốt. Đặc biệt, người có đặc điểm này là một đối tác tuyệt vời trong bất kỳ mối quan hệ kinh doanh nào. Về nhân tướng học cho biết, số lượng người có đường chỉ tay này rất hiếm có, do đó họ trở thành dấu hiệu của người đặc biệt. Họ là người có tướng lãnh đạo, sự nghiệp phát triển, có thể xây dựng được sự nghiệp lớn. Họ là người có tài năng và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng bao giờ có ý định đùa cợt với những người có đường chỉ tay chữ M, vì họ có trực giác rất tốt, phát hiện ra những điều giả dối rất nhanh. 3 là đường chỉ tay xuyên qua chính giữa bàn tay. Theo nhân tướng học thì đường định mệnh là đường xuyên thẳng qua chính giữa bàn tay. Đường này bắt đầu từ cuối lòng bàn tay, gần cổ tay và chạy theo lòng bàn tay trở lên phía các ngón tay. Đường định mệnh liên quan đến sự nghiệp, công việc, tham vọng và định hướng cuộc đời. Nó cũng chỉ ra niềm tin và những khả năng của họ. Người có đường định mệnh chạy thẳng giữa lòng bàn tay cho thấy đây là người có ý thức rõ ràng về mục đích cũng như hướng đi trong cuộc đời. Nếu đường chỉ tay đậm và rõ nét, điều đó cho thấy miễn là bạn làm việc chăm chỉ để hướng mục tiêu của mình, bạn nhất định sẽ đạt được những thành tựu to lớn, thỏa mãn được ham muốn của bản thân và có cuộc sống hậu vận sung sướng, nhàn nhã. 4 là chỉ tay hình chữ nhất. Bàn tay hình chữ nhất định nghĩa là trí đạo, tâm đạo nhập và làm một và chạy ngang lòng bàn tay. Vì tâm và trí là một nên họ đem đến kết quả và suy nghĩ của mình, biến ham muốn của mình trở thành sự thật. Do vậy họ thường thành công hơn người khác. Với khả năng tập trung như vậy, họ có khả năng phát minh sáng tạo hơn người thường. Nếu ai cũng áp dụng được tính cách này trong công việc, đảm bảo họ sẽ rất nhanh giàu. Những người nổi tiếng có chỉ tay hình chữ nhất là Kim Thành Vũ, cựu Tổng thống Mỹ. 5 là đường chỉ tay hình 2 đoạn thẳng cắt nhau dưới ngón áp út và ngón út. Đường chỉ tay này cho biết tương lai bạn sẽ kết hôn với người giàu có hoặc người có địa vị trong xã hội. Đối phương sẽ yêu thương bạn và không để bạn phải thiếu thốn khổ cực. It's high.